Chương 21. Lần thứ 2 trực tiếp, 2. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Này thông điện thoại có chút mạo muội, Vu Minh Húc biểu đạt đối Chu Nhân cảm tạ, đại khái ý tứ thượng là bởi vì Chu Nhân lai tăng trực tiếp mang đến không ít lưu lượng. Từ lần trước Chu Nhân tại lai tăng trực tiếp qua đi, Hồng Hưng tập đoàn giá cổ phiếu cũng cùng dâng lên, đặc biệt là sách giải trí khối. Này không thể nghi ngờ muốn cảm tạ Chu Nhân, chỉ bất quá Vu Minh Húc đã đợi lại đợi, thực sự có điểm ngồi không yên, liền cấp Chu Nhân đánh cái này thông điện thoại. Chu Nhân đoán được này thông điện thoại khả năng không chỉ là vì cảm tạ nàng như vậy đơn giản, liền nói. Ta chỉ là mở cái trực tiếp chơi đùa mà thôi, ngươi tìm ta là có cái gì sự tình sao? Vu Minh Húc không lại che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân, ta này một bên là muốn theo ngươi kết nối một lần tiếp theo trực tiếp tương quan công việc. Này cái a, ta không có kế hoạch cụ thể. Vu Minh Húc nói. Là này dạng, bởi vì bình đài có một ít yêu cầu, trực tiếp thời điểm có chút tương đối có tranh luận tính đề hoặc là ngôn ngữ, còn hy vọng ngài tại trực tiếp thời điểm tận lực không muốn đề cập, để tránh lạc người khác miệng lưỡi bị đại làm văn chương. Đương nhiên, lai tăng trực tiếp cũng sẽ tận lực phối hợp ngài trực tiếp, phòng ngừa một ít phiền toái không cần thiết. A, này dạng a. Chu Nhân đại khái hiểu biết mỗi cái bình đài đều có mỗi cái bình đài quy tắc, bất quá đối với lai tăng trực tiếp thượng không thể đề chủ đề nàng còn thật không rõ ràng, liền khiêm tốn nghe. Vu Minh Húc giải thích vô cùng rõ ràng, tỉ như. Liên quan đến thấp kém chủ đề tốt nhất đừng đề, nhưng nếu như lão bản nương thực đang muốn nói, cũng hy vọng nàng hơi chút đừng quá rõ ràng là được. Mặt khác như là nhất, thứ nhất, cấp, cực, chờ tương đối tính tuyệt đối từ ngữ cũng không muốn đề cập, này dạng dễ dàng làm người cắt câu lấy nghĩa vân 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 vân. Phu nhân, còn có cái gì không hiểu rõ, ngươi đều có thể hỏi ta. Vu Minh Húc nói. Chu Nhân nói. Ngươi gọi ta Chu Nhân liền hảo. Vu Minh Húc cười. Hảo. Vậy ta đây một bên sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Này thông đột nhiên này gọi điện thoại tới, cũng làm cho Chu Nhân đối với trực tiếp một sự tình lại lòng ngứa ngáy lên tới. Nàng điểm mở lai tăng trực tiếp app, phát hiện cửa sổ chat bên trong có 999 tiểu hồng điểm, tất cả đều là phấn ti PM nhắn lại. Nhân nhân cầu trực tiếp. Lần sau cái gì thời điểm trực tiếp nha. Ta ngồi chờ cô ô hảo nghĩ lại nhìn ngươi trực tiếp, nhanh mở trực tiếp đi. Hơn vạn điều PM nhắn lại, tất cả đều là cầu nàng lại mở trực tiếp. Chu Nhân phiên một hồi lâu PM, bỗng nhiên lật đến một đầu thập phần đi tâm nhắn lại. Trân quý sinh mệnh rời xa soái ca. Nhân nhân tử ngươi hảo nha, có lẽ ta này điều PM sẽ bao phủ tại ngươi ngàn vạn điều PM bên trong, nhưng ta vẫn là không nhịn được nghĩ bò lên cùng ngươi nói lời nói. Khả năng ngươi không biết a, ta rất sớm đã chú ý đến ngươi, tại ngươi còn chưa không là Tư Nhất Văn thê tử, còn không bị đại chúng biết rõ thời điểm. Ta gặp qua ngươi hăng hái thời điểm, cũng gặp qua ngươi lâm vào thung lũng thời điểm. Ta thấy qua ngươi tại trượt tuyết tràn bên trên tùy ý bay lên thời điểm, cũng gặp qua ngươi đau mất huy chương chua xót nước mắt. Ta thường xuyên tại nghĩ, năm đó kia cái tại trượt tuyết tràn tùy ý tiêu sái nữ hài tử rốt cuộc đi đâu nhi. Bất quá lại lần nữa xem đến ngươi này dạng vui vẻ, ta cũng vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Lần trước ngươi trực tiếp ta lặp đi lặp lại xem nhiều lần, ha 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 có điểm tục khí nói, ta nhưng thật rất ưa thích ngươi ha 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 ha. Chu Nhân mỗi chữ mỗi câu xem xong này cái phấn ti PM, hốc mắt dần dần ướt át. Nàng ngồi tại giường bên trên ôm chính mình, hồi ức như suối trào xông vào nàng đầu óc bên trong. Theo tiểu Chu đệm liền đối trượt tuyết cái này vận động thập phần si mê, theo 3 tuổi lúc ba lần thứ nhất mang nàng đi trượt tuyết tràng, nàng liền tại trượt tuyết mặt bên trên biểu hiện ra thiên phú kinh người, sau đó nàng càng là hàng năm có phần lớn thời giờ đều ngâm mình tại trượt tuyết tràng luyện tập các loại độ khó cao động tác. Tại trượt tuyết tràng bên trên, Chu Nhân cảm giác chính mình như là một chỉ vô câu vô thúc chim chóc. Mặc dù thường xuyên sẽ ngã lạc ngã sấp xuống bị thương, nhưng nàng cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Theo đất tuyết bên trong đứng lên, lại là một đầu hảo hán. Nàng theo 9 tuổi bắt đầu tại Mỹ quốc tham gia các loại có quan hệ trượt tuyết thi đấu sự tình, mỗi lần đều có thể thu được không tồi thành tích, cái này khiến nàng sớm xác định chính mình nhân sinh phương hướng, nghĩ tại tự do trượt tuyết này một bản khối lấy được một ít thành tích. Thậm chí, Chu Nhân từng huyễn tưởng qua chính mình trở thành thế vận hội quán quân thu hoạch được kim bài đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên kia một khắc. 6 năm trước, làm Chu Nhân đắc chí vừa lòng tham gia New Zealand mùa đông đại hội thể dục thể thao tự do thức trượt tuyết, lại ngoài ý muốn bị thương, bạo lạnh bị loại. Tiếp tục nàng càng là trải qua dài đến 2 năm khôi phục huấn luyện, rốt cuộc không thể quay về lúc trước. Rất lớn trình độ, này đôi Chu Nhân tới nói tính là nhân sinh giữa lớn nhất một lần đã kích, sau đó nàng không gượng dậy nổi, rốt cuộc không động vào trượt tuyết. Chu Nhân thuở nhỏ liền là một cái muốn gió được gió muốn mưa được mưa nữ hài tử, hàm chứa vững chắc chìa xuất sinh, lại bị gia nhân phủng tại lòng bàn tay lớn lên. Khi lần về sau, Chu gia người ngầm hiểu lẫn nhau, rốt cuộc không lại Chu Nhân trước mặt nhắc tới nửa cái cùng chữ tuyết có quan hệ từ. Tác giả Ngân 8PS. Có quan hệ nữ chủ yêu thích trượt tuyết bộ phận, van cầu đại gia không muốn thay vào bất luận cái gì hiện thực giữa người. Xin nhờ xin nhờ. Buổi tối 10 giờ, Tư Nhất Văn còn không có về nhà. Chu Nhân đương nhiên không có khả năng gọi điện thoại cho hắn thúc, nàng lúc này nghĩ thầm, đêm hôm khuya khoắt mở cái trực tiếp, hẳn là không có bao nhiêu người xem đi. Vì thế nàng dùng ngón tay điểm một cái like tăng trực tiếp màn hình trung hạ phương kia cái hào, click mở khải video trực tiếp. Lần thứ hai mở trực tiếp, Chu Nhân cũng có chút ít khẩn trương. Phòng phát sóng trực tiếp một mở, rất nhanh liền có chú ý nàng phấn ti lục tục đi vào. Là thật sao? Là Chu Nhân sao? A, đụng tới nóng hổi a, ta lập tức thông báo tỉ muội. Không thể tin được ta con mắt. Hôm nay trực tiếp tới đến đột nhiên, cho nên lúc này đều là phấn ti, không có cái gì hắc phấn loại hình, nhắn lại khu cũng phi thường hài hòa. Chu Nhân thoải mái cùng phấn ti chào hỏi. Buổi tối hảo, ta là Chu Nhân. Ta hôm nay mới nhìn đến đại gia cho ta PM, cảm ơn các ngươi yêu thích ta. Mụ mụ, có người cá mập ta. Này nhan giá trị thật hảo tuyệt, ô van cầu hôm nay phát lâu một chút, ta nghĩ xem hào trạch, nghĩ xem phòng giữ quần áo, nghĩ xem nhân nhân tháo trang sức, thật kích động a thảo, màn hình rất nhanh, Chu Nhân một đôi mắt xem không đến. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số lên cao đến cũng thật nhanh, mắt trần có thể thấy, mới bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, đã có 2.000 người. Chu Nhân mở trực tiếp thời điểm đơn thuần đầu nóng lên, căn bản không nghĩ tới cái gì chủ đề. Nàng ngồi tại bàn trang điểm phía trước, có chút ngốc, chính tại suy nghĩ muốn nói cái gì lời nói. Vì thế hình ảnh liền như vậy đứng im. Nơi đây cũng không là lát. Gian phòng bên trong ánh đèn không tính rất sáng, cũng không có cái gì ồn ào tiếng âm nhạc tạp, nhưng Chu Nhân chỉ riêng như vậy ngồi, liền là có thể đem không khí cảm giác kéo căng. Nàng hôm nay đạm trang, nhưng bởi vì xương tướng lập thể, có thể nói nùng trang đạm mạc tổng thích hợp tại nàng trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Quá đẹp. Tha thứ ta một phút đồng hồ nghĩ không ra cái gì tao lời nói, liền tuyệt a ta có thể vẫn luôn thét lên, nghĩ xem nhân nhân cùng từng cái cùng khung, cùng nghĩ xem Zeus vợ chồng cùng khung, Chu Nhân xem đến dân mạng nhắn lại, nhịn không được uống nắng. Ai nha, không là này cái từng cái. Phấn ti. Chu Nhân nói. Là chữ phồn thể nhất, không là này cái lao. Bất quá nhất tối nay cũng không tại nhà, hắn đi ra ngoài xã giao. Tú a, nhất, là chữ phồn thể nhất, ha, mụ a, như vậy ngọt sao? Chu Nhân thanh âm cũng quá ngọt đi, đặc biệt tại nói nhất thời điểm. Nhân nhân sẽ phiên phấn sao? Có thể đoán được, tối nay trực tiếp qua đi, hot search bên trên lại sẽ là một loạt Chu Nhân cùng Tư Nhất Văn tương quan chủ đề. Chu Nhân hỏi. Lần trước mang các ngươi tham quan phòng giữ quần áo, hôm nay muốn hay không nhìn xem mặt khác. Màn hình bên trên đương nhiên đều là nói hảo. Bất quá càng muốn nhìn hơn là Chu Nhân tại chỗ trực tiếp tháo trang sức. Chu Nhân cũng hào phóng, thời gian cũng không còn sớm, vừa vặn nàng lúc này cũng muốn tháo trang sức, liền cầm lấy điện thoại vào phòng tắm, đưa di động gác tại trên bồn rửa tay, chuẩn bị bắt đầu tháo trang sức. Ống kính phía trước phấn ti mắt sắc, chợt thấy cửa phòng tắm thoáng một cái đã qua cao lớn thân ảnh, lập tức thét lên. A, là nhất đi qua sao? Ta có phải hay không xem đến Tư Nhất Văn? Vừa rồi đi qua kia cái người là Tư Nhất Văn sao? A, ta hảo giống như cũng xem đến. Nghĩ xem nhất. Ta xem đến nhất. Chu Nhân xem đến màn hình nhắn lại, quay đầu hô một tiếng. Nhất, ngươi đã về rồi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến nhàn nhạt đáp lại, thanh tuyến trầm thấp từ tính. Không trở về. Ha 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 ta nghe được. ta lỗ tai điếc sao, như thế nào cái gì đều không nghe thấy a. Nhất Nhất nói hắn không trở về, ha 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 ha, Nhất Nhất thật đáng yêu a, làm sao bây giờ, ta vốn dĩ không khái này đôi phu thê CP, hiện tại hảo như muốn rơi hố. Tỷ muội yên tâm, nhập cổ phần không lỗ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22. Cỡ lớn an lợi hiện trường, 1. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Tư Nhất Văn uống say. Nói đạo lý, này là Chu Nhân lần thứ nhất nhìn thấy Tư Nhất Văn uống say, quả thực có loại phát hiện mới đại lục kinh hỉ cùng chấn kinh. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này còn mở, Chu Nhân vốn dĩ là nghe Tư Nhất Văn ngữ khí có điểm gì là lạ nghĩ ra được nhìn xem, không nghĩ đến này vừa thấy bước chân liền bước không quay về. Khi ban gào khóc đòi ăn phấn ti còn tại điên cuồng nhắn lại soát bình phong. Cờ sv đúp lờ, cứu mạng rất ngọt a, quá đáng yêu ha 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 ha, người đâu? Mau trở lại a. Tư Nhất Văn lúc này nửa người nằm tại giường bên trên, đại khái là giác đến đỉnh đầu ánh đèn có chút chướng mắt, hắn nâng lên một cái cánh tay để tại chính mình mặt mày bên trên, nhìn lên tới thực không thoải mái bộ dáng. Kỳ thật Chu Nhân không gặp qua Tư Nhất Văn xã giao thời điểm bộ dáng, cũng không biết hắn tại bên ngoài dốc sức làm thời điểm có thể hay không bị người làm khó dễ. Nhưng Trung Quốc bàn rượu văn hóa còn tại đó, chỉ cần là xã giao liền không cách nào tránh khỏi. Chu Nhân khi còn nhỏ thường xuyên gặp được ba ba xã giao say rượu về nhà phun đến thiên hôn địa ám, mụ mụ ở một bên nhã rảnh đồng thời một bên bận trước bận sau chiếu cố. Dù nói thế nào, nàng cũng coi như mưa dầm thấm đất, bất quá vẫn luôn không có phát huy hiền thê lương mẫu đường sống, hôm nay tính là có này cái cơ hội. Nhất Nhất. Chu Nhân hô một tiếng, Tư Nhất Văn cũng không có đáp lại. Nàng hướng hắn đến gần, rất nhanh liền ngửi được hắn toàn thân mùi rượu còn kèm theo mùi khói. Không thể nói là khó nghe hương vị, xen lẫn hắn trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, lại thực xa lạ. Tối nay tại lão trạch bên trong thời điểm dùng cơm Tư Nhất Văn cũng uống nhất điểm rượu, uống là nhà bên trong phao cây dương mai rượu, bất quá là bồi lão gia tự uống. Tư lão thái gia có điểm nghiện rượu, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ uống rượu thượng một ngụm, nếu là đến gia đình tụ hội, càng sẽ lấy ra chính mình trân tàn các loại rượu ngon. Cũng may hắn không là mê rượu người, biết uống rượu có cái lượng. Chu Nhân thèm ăn, theo Tư Nhất Văn ly rượu bên trong cầm một viên phao rượu cây dương mai, mới vào miệng nếm một ngụm liền mặt lộ vẻ đắng chát phun ra. Tư Nhất Văn ngược lại là không ghét bỏ nàng miệng bên trong phun ra cây dương mai, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn hỗ trợ cấp ăn. Hắn vẫn không quên chê cười nàng là chú mèo ham ăn, được đến hồi báo là bị Chu Nhân dùng sức bấm một cái. Chu Nhân cũng biết Tư Nhất Văn sẽ hút thuốc, bất quá hắn cơ hồ không có ở trước mặt nàng trừ qua. Nàng duy nhất một lần khắc sâu ấn tượng là hai người bọn họ hôn lễ kia ngày, tại phòng trang điểm lúc, Tư Nhất Văn đứng ở bên ngoài hút thuốc. Lúc ấy hắn bạch y quần đen, dáng người cao dài, cũng không mặc tây phục áo khoác ngược lại nhìn lên tới có điểm nhã du côn. Đặc biệt bị xử lý qua kiểu tóc đặc biệt đẹp đẽ, bên tai hai bên sửa chữa chỉnh tề, trung gian tóc thì đổ nghiêng một bên, lộ ra trơn bóng ngạch, nhìn lên tới lưu loát lại mang theo hắn này cái tuổi tác hẳn là có triều vị. Chu Nhân vốn dĩ là muốn gọi đối một chút quá trình thượng muốn nói lời nói, lại đứng ở một bên xem hắn một hồi lâu. Tư Nhất Văn một tay cắm tại túi quần bên trong, một cái tay bên trên kẹp lấy một cái đốt thuốc lá, tàn thuốc ánh lửa tinh hồng. Đại khái là cảm giác đến có người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn vô ý thức xoay đầu lại, chuẩn xác không sai đối thượng Chu Nhân ánh mắt, cũng cùng nhau đem tay bên trên thuốc lá bóp tắt tại thùng rác bên trên. Nói như thế nào đây, Chu Nhân giác đến Tư Nhất Văn hút thuốc bộ dáng còn đỉnh tô. Lúc này mặc dù ngửi được Tư Nhất Văn trên người dày đặc mùi khói, nhưng Chu Nhân cũng không có biểu hiện ra phản cảm, nàng xích lại gần hô hắn một tiếng. Không ngờ Tư Nhất Văn ngược lại biểu hiện ra phản cảm cùng không nhịn. Đi ra, đừng tới gần ta. Nghiễm nhiên coi Chu Nhân là thành cái gì không đứng đắn người. Lần này Chu Nhân bạo tính tình nhưng là nhịn không được, nàng hô to. Tư Nhất Văn. Ngươi nhanh đi tắm rửa. Thối chết. Tư Nhất Văn nghe vậy chậm rãi đem tay buông xuống, tử tế liếc nhìn trước mắt người, rung lên một hồi nhi, nhíu mày thấp gọi. A Nhân. Chu Nhân hai tay ôm ngực hừ nhẹ. Như thế nào? Có phải hay không uống rượu, đem ngươi thiện lương đáng yêu lão bà đại nhân cũng cho quên. Tư Nhất Văn ánh mắt kỳ thật là có điểm mơ hồ, nhưng nghe xong này kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, liền biết là hắn gia tiểu công chúa. Hắn hoàn toàn là bản năng bắt lấy nàng thủ đoạn, đem nàng đưa đến chính mình ngực bên trong. Chu Nhân ghét bỏ rít gào. Mau buông ta ra a. Tư Nhất Văn không những không buông, ngược lại ôm càng chặt hơn, hắn hoàn toàn vô ý thức đem chính mình môi dán tại nàng bên tai, cơ hồ hàm chứa nàng lỗ tai nói. A Nhân, ta hảo giống như uống say. Hắn thanh tuyến trầm thấp oa oa, tiểu thuyết bên trong này loại từ tính giọng hát là thật. Chu Nhân giãy giụa, toàn thân trên dưới bị hắn này một câu nói tê dại đến không được. Tuyệt đối là nàng lỗ tai quá mẫn cảm. Chu Nhân uống nắng. Không là hảo giống như, là ngươi đã say. Khó chịu. Hắn ngữ khí hảo giống như có điểm ngoan. Chỗ nào khó chịu a, đau đầu sao? Chu Nhân ngữ khí cũng không có như vậy cường ngạnh. Nàng này cái người vốn dĩ là thuộc về mạnh miệng mềm lòng này loại, chỉ cần đối phương hơi chút liều thuốc mềm, nàng cũng sẽ lập tức phản chiến. Tư Nhất Văn bỗng nhiên nắm lấy Chu Nhân tay hướng chính mình trên người một nơi nào đó mang. Chờ Chu Nhân phản ứng lại đây, vội vàng hướng hắn các loại quyền đấm cước đá. Tư Nhất Văn ngươi cái phát tình lợn giống, uống say còn nghĩ này loại sự tình a. Ngứa. Hắn lẩm bẩm. Chu Nhân ngẩn ra, hai tay chống tại hắn thân thể hai bên, số lượng không nhiều dùng này loại tư thế xem hắn. Tiếp theo, nàng nghe được hắn ngữ khí mềm mềm trầm thấp nói. A Nhân, dị ứng, muốn về nhà uống thuốc. Chu Nhân nghe, trong lòng không nguồn gốc từng đợt tê tê dại dại, liên quan xem Tư Nhất Văn ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. Hừ, cũng may tính ngươi còn có chút lương tâm. Không nghĩ tới, lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem tại thẳng tắp lên cao, mắt thấy lập tức liền muốn đột phá 10 vạn đại quan. Buổi tối kỳ thật vẫn là trực tiếp giờ cao điểm, đặc biệt 10 giờ hơn là lưu lượng tốt nhất đoạn thời gian. Chu Nhân lần thứ hai mở trực tiếp sự tình rất nhanh bị dân mạng bôn tẩu bẩm báo, một đám yêu xem náo nhiệt liền đao loạt một cái like tăng trực tiếp tới thấu tham gia náo nhiệt. Có phải hay không tại làm cái gì không thích hợp thiếu nhi a, hảo thẹn thùng a, mụ a, ta não bổ một đôi có không, liền không hiểu giác thật tốt ngọt, Nhân Nhân cùng Nhất Nhất các ngươi hai chỉ mau ra đây đi, chờ không nổi nghĩ xem phu thê hợp thể. Chu Nhân lúc này là hoàn toàn quên chính mình chính tại trực tiếp sự tình. Trực tiếp điện thoại còn đặt tại phòng tắm bên trong, ống kính bên trong chỉ có lạnh lùng một cái cửa. Nhưng dù là này dạng, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Bọn họ phu thê hai người tại làm cái gì? Ta nghe được Nhân Nhân hảo giống như tại giáo huấn Nhất Nhất, Nhất Nhất tối nay hảo giống như tại xã giao, hẳn là uống say, như thế nào không có tiếng a, hảo hảo khái a. Thừa dịp Tư Nhất Văn uống say, Chu Nhân cũng vừa lúc có thể làm một ít chính mình ngày bình thường nghĩ đối hắn làm mà không dám sự tình. Nàng chống tại hắn phía trên, hai tay vuốt vuốt hắn gương mặt, trước tiên đem hắn mặt trước nhu biến hình, lại lực đạo không nhẹ không nặng kháp a kháp. Giờ này khắc này Tư Nhất Văn hoàn toàn tùy ý Chu Nhân đắn đo, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Đùa bẩn qua Tư Nhất Văn lúc sau, Chu Nhân lại giác đến có chút áy náy. Nàng hồi tưởng lại trước kia mụ mụ chiếu cố ba ba phương thức, nghĩ đến lúc này hẳn là kia điều khăn nóng hỗ trợ lau một chút. Vì thế nàng theo giường bên trên xuống tới, chạy đến phòng tắm bên trong. Đến phòng tắm sau Chu Nhân xem đến màn hình vẫn sáng điện thoại, lúc này mới nghĩ đến chính mình còn tại trực tiếp. Nàng ảo não chụp một chút chính mình đầu, tiến đến ống kính phía trước đối phấn ti nói. Xin lỗi a, có chút việc trì hoãn, quên chính tại trực tiếp. Nhưng rốt cuộc trở về. Không có việc gì không có việc gì, có thể lý giải, Nhất Nhất đâu. Như thế nào không xuất hiện a, bọn họ vừa rồi tại làm gì, có phải hay không hôn? Ta xem đến Chu Nhân miệng một vòng thật là đỏ, khẳng định hôn, trời ạ, cầu Zeus vợ chồng hợp thể. Nhất Nhất. Nhất Nhất. Nhất Nhất. Nhất Nhất. Nhất Nhất. Chu Nhân thâm biểu áy náy, nàng đối Tư Nhất Văn đánh về đánh nháo thì nháo, đây đều là đóng cửa lại tới sự tình, lúc này không muốn để cho phấn ti xem đến Tư Nhất Văn quẩn thái. Các ngươi vừa rồi muốn nhìn ta trực tiếp tháo trang sức phải không? Ta đây tốc chiến tốc thắng. Chu Nhân không có quên vừa rồi đáp ứng phấn ti sự tình, nếu đáp ứng liền muốn làm đến. Nàng đầu tiên là tại đầu bên trên đeo một cái màu hồng phấn băng tóc, tiếp theo chen lấn cơ bơm tháo trang sức dầu tại lòng bàn tay, lập tức bắt đầu hồ tại mặt bên trên chậm rãi xoa nắng. Bởi vì ghi nhớ lấy Tư Nhất Văn, Chu Nhân tháo trang sức thời điểm cũng là chần chừ, chỉ nghĩ chạy nhanh làm xong. Có phấn ti hiếu kỳ hỏi Chu Nhân dùng là cái gì tháo trang sức dầu, nàng trả lời. Suura, cái này là Tân Ninh đề cử cho ta, ta đối mỹ phẩm dưỡng da cái gì không phải thực hiểu, nhưng cái này dùng cũng không tệ lắm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23. Cỡ lớn an lợi hiện trường 2. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Nàng nói học Tân Ninh tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong bộ dáng, đem cái này tháo trang sức dầu tại ống kính phía trước triển lãm một chút. Màn hình lập tức có người nói. Quả nhiên Nhân Nhân tử cùng Ninh Ninh tử là hảo cơ hữu. Ta có phú bà cùng khoảng băng tóc. 4 bỏ 5 lên ta cũng là phú bà sao, là thực thôn tú hổ phách dầu. Tra xét một chút trang web, 891 bình, là ta dùng không nổi bộ dáng a cùng Nhân Nhân cùng khoảng. Tiếp nhận an lợi. Lập tức đi hạ đơn. Làm 10 vạn dân mạng mặc tháo trang sức, Chu Nhân hoàn toàn không có tại sợ. Chủ yếu là, tháo trang sức trước sau khác biệt giống như cũng không là đặc biệt lớn. Tháo trang sức dầu hoàn toàn kết tủa lúc sau dùng nước sạch tẩy đi, Chu Nhân cầm một lần rửa mặt khăn lau khô chính mình mặt bên trên hơi nước, tiếp theo trình tự liền là đơn giản lau một chút mỹ phẩm dưỡng da. Nếu không là tận mắt nhìn thấy Chu Nhân tháo trang, còn là trực tiếp không biên tập, người xem quả thực muốn hoài nghi chính mình con mắt có phải hay không xuất hiện vấn đề. Này tháo trang sức là tháo cái tịch mịch sao? Không đúng, vì cái gì gỡ xong trang cảm giác càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái đẹp mắt a. Nguyên lai mỹ nữ trang điểm đều là như vậy qua loa sao? Không cần sữa rửa mặt sao? Trước mặt tỉ muội, cái này tháo trang sức dầu dùng lúc sau không cần dùng sữa rửa mặt, sạch sẽ lực đã cũng đủ, dựa vào. Nhân Nhân dùng là La Prairie Platinum Rehob Rejuventi kem dưỡng da sao? Hỏa tốc đánh mở đào bảo, vừa thấy giá cả 1 vạn, lại yên lặng đóng lại đào bảo, lầu bên trên tỉ muội đừng đi, nhân gian chân thật ha, ô phú bà mỹ phẩm dưỡng da quả nhiên đều là giá trên trời, toàn võng ta duy nhất tin tưởng liền là Chu Nhân không có mang hàng, đơn giản một cái tháo trang sức trực tiếp, nghiễm nhiên thành cỡ lớn an lợi hiện trường. Có người thậm chí kinh hô. Nguyên lai Chu Nhân tháo trang sức cũng tốt bình dân a, nguyên lai Chu Nhân cũng sẽ rửa mặt a. Kỳ thật đều là quá độ đem Chu Nhân thần thoại, phản phất nàng không cần ăn uống ngủ nghỉ tựa như. Gỡ xong trang lau xong mỹ phẩm dưỡng da, chỉnh cái quá trình liền 5 phút đồng hồ đều không có. Hôm nay trực tiếp liền tới trước nơi này đi, ta đi chiếu cố Nhất Nhất a, hắn có điểm say. Chu Nhân đối ống kính phất phất tay, quải trực tiếp kia gọi một cái thẳng thắn dứt khoát. Phấn ti tan nát cõi lòng. Đừng a. A ta vừa mới tới a. Ta này là xem cái tịch mịch sao? Xem xong tháo trang sức ta đã vừa lòng thỏa ý, Nhân Nhân nhan giá trị thật tuyệt tử, ta vừa mới đao loạt like tăng trực tiếp a ai, lần sau trực tiếp lại không biết là cái gì thời điểm, này lần Chu Nhân trực tiếp thời gian vẫn như cũ không dài, đồng thời có phần lớn thời giờ cũng không tại ống kính bên trong. Nhưng có quan nàng trực tiếp nhiệt độ không giảm, cùng ngày buổi tối liền có tương quan marketing hào vận chuyển trực tiếp phát lại, cấp tốc dẫn lưu. Chu Nhân này một đêm mặc dù không thể nói suốt cả đêm không có ngủ, nhưng cũng là thực đánh thực địa ngủ không được ngon giấc. Nàng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ nghe nhà bên trong người nói qua có quan hệ say rượu sự tình, đại khái ý tứ là nếu là uống say người ngàn vạn không thể ngửa đầu ngủ, vạn nhất nghĩ muốn phun nhã không ra, liền rất có thể kẹt tại cổ họng bên trong dẫn đến ngạt thở. Vì thế Chu Nhân lại nhiều lần bừng tỉnh, mỗi lần đều muốn đem tay chỉ đầu tại Tư Nhất Văn hơi thở mặt dưới tìm một chút, xác định hắn còn sống, nàng liền yên tâm lại. Rốt cuộc nhịn đến thực sự mắt mở không ra, Chu Nhân cũng mặc kệ Tư Nhất Văn có chết hay không, chính mình ngủ trước chết rồi. Sáng sớm 5 giờ thời điểm Tư Nhất Văn tỉnh táo lại, hắn ý thức có chút mơ hồ, say rượu di chứng là đau đầu muốn nứt. Cúc áo sơ mi tử bị giải khai, trên người che kín chăn mỏng, bên cạnh nằm tiểu kiều thê. Tư Nhất Văn chống lên thân tại Chu Nhân khóe môi mổ một ngụm, lập tức xuống giường đi rửa mặt. Hơi lạnh nước từ đỉnh đầu đổ vào sau khi tới, Tư Nhất Văn nhớ lại tối hôm qua phát sinh hết thảy. Tối hôm qua nói là xã giao, kỳ thật càng giống là bị hảo hữu Đoàn Trác Hữu lừa gạt đi ra ngoài. Đoàn Trác Hữu tại điện thoại bên trong đề cập thu mua Hồng Hưng giải trí sự tình, ngôn từ trực tiếp thập phần thành khẩn. Thêm nữa lẫn nhau có mấy tháng không thấy, Tư Nhất Văn đích xác có ý bán đi Hồng Hưng Giải Trí, liền tiến đến phó ước. Đến mục đích địa chi sau mới biết trúng kế, hóa ra là Đoàn Trác Hữu sinh nhật yến. Tư Nhất Văn cũng không là mê rượu người, tối hôm qua cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu là hắn không uống, liền không cách nào bước ra rời đi. Hắn lo lắng Chu Nhân trên người còn dị ứng sự tình, liền vội nôn nóng quát hảo mấy chén, lúc này mới thoát thân. Vì thế liền có lúc về đến nhà đợi tràn diện. Lúc ấy Tư Nhất Văn ý thức mơ hồ, còn tưởng rằng dựa đi tới là cái gì xa lạ nữ nhân, ngữ khí khó tránh khỏi không kiên nhẫn. Bất quá rất nhanh tại biết trước mặt người là chính mình thê tử Chu Nhân lúc sau, hắn đề phòng triệt để buông xuống. Sau đó kế tiếp sự tình hắn liền cái gì đều không nhớ rõ, nhỏ nhặt. Chu Nhân là 6 giờ tỉnh, tỉnh lại vô ý thức là quay đầu xem xét bên cạnh Tư Nhất Văn tình huống. Nhưng Tư Nhất Văn nhưng lại chưa tại bên cạnh, Chu Nhân sâu ngủ chạy đi hơn phân nửa, lập tức hô to. Tư Nhất Văn! Tư Nhất Văn! Tại bên ngoài Tư Nhất Văn lập tức đáp lại, cùng vào phòng. Ta tại! Trước mắt Tư Nhất Văn đã là một thân rõ ràng, hắn rút đi tối hôm qua say rượu đồi phế cảm giác, mặc một bộ thể thao quần áo, chỉnh cái người làm tịnh mát lạnh. Tự hồ vừa mới làm xong vận động, tay bên trên còn cầm một điều quen dùng lau mồ hôi khăn mặt. Này là cái gì chủng loại người a? Say rượu ngày thứ hai sáng sớm còn có tinh thần làm vận động. Không sợ đột tử sao? Chu Nhân treo lấy một trái tim buông ra, tức giận hướng Tư Nhất Văn đập tới một cái gối đầu. Ngươi biết hay không biết ta tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon a, hỗn đảng. Tư Nhất Văn đi tới nằm nghiêng tại Chu Nhân bên cạnh, toàn thân trên dưới còn giống như mạo hiểm vận động qua đi nhiệt khí, như cái di động hỏa lô. Lúc này hắn trên người khí tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, cũng phi thường dễ ngửi. Hắn chủ động thừa nhận sai lầm. Xin lỗi. Tối hôm qua uống đến hơi nhiều, bảo đảm sẽ không có lần thứ hai. Chu Nhân hừ nhẹ. Đừng loạn bảo đảm, nam nhân miệng gạt người quỷ, ta sợ ngươi bị thiên lôi đánh xuống. Này tính là tại quan tâm ta a. Tư Nhất Văn cười nắm lên Chu Nhân tay tại lòng bàn tay thưởng thức. Chu Nhân một mặt ghét bỏ rút về chính mình tay, chuyển cái thân không nghĩ để ý đến hắn, ngủ tiếp chính mình giác. Tư Nhất Văn đứng dậy muốn rời đi không quấy rầy nàng tiếp tục ngủ, nhưng lại bị Chu Nhân bắt lấy thủ đoạn. Không được đi, ngủ với ta. Tiểu công chúa đưa lưng về phía hắn, ngữ khí lại thật bá đạo. Tư Nhất Văn câu lên khóe môi, đầy mặt cưng chiều. Hắn nghe lão bà, một lần nữa nằm xuống. Chu Nhân trở mình, giống như chỉ bạch tuột tựa như ôm Tư Nhất Văn. Nàng không cái gì mặt khác tâm tư, đem hắn làm thành hình người gối ôm. Bởi vì Chu Nhân phát hiện, so với nhà bên trong những cái đó hào không sức sống gấu nhỏ oa oa, còn là Tư Nhất Văn tại bên cạnh nàng sẽ làm cho nàng ngủ được càng thêm an tâm. Nguyên bản Tư Nhất Văn cũng không có cái gì bối rối, nhưng là rất kỳ quái, nằm tại Chu Nhân bên cạnh không đầy một lát, hắn cũng dần dần có bối rối. Tối hôm qua Chu Nhân một trận trực tiếp, tạo thành các phương diện hiệu ứng và số liệu đều là làm người sợ hãi thán phục. Lai Tăng trực tiếp bởi vì Chu Nhân nguyên nhân, triệt để được cứu sống. Mắt trần có thể thấy, nhật sống lượng bắt đầu soạt 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 dâng đi lên. Sáng sớm, các loại chủ blog bắt đầu cọ Chu Nhân nhiệt độ. Có chút Mỹ trang chủ blog cầm Chu Nhân dùng qua thực thôn tú tháo trang sức dầu cùng La Prairie Platinum Rehob Rejuventi kem dưỡng da làm giới thiệu, quả nhiên lưu lượng phi tốc dâng lên. Có chút tình cảm chủ blog căn cứ tối hôm qua Chu Nhân tại mặt tranh bên ngoài giọng nói phán đoán, Chu Nhân cùng Tư Nhất Văn chi gian cảm tình hẳn không có ngoại giới truyền thuyết như vậy nhựa plastic, quả nhiên lưu lượng phi tốc dâng lên. Thậm chí còn có manga chủ blog vẽ ra tối hôm qua Chu Nhân cùng Tư Nhất Văn tại mặt tranh bên ngoài hổ động, làm khái này đôi phu thê CP phấn ti các loại rít gào, đương nhiên, lưu lượng như trước vẫn là phi tốc dâng lên. Zeus vợ chồng ảnh hưởng lực thật không phải bình thường, quả thực liền là lưu lượng tài phú mật mã. Đương nhiên, mạng bên trên dư luận hướng gió cũng là trình hiện lưỡng cực phân hóa. Một phần là khái Zeus vợ chồng CP. Nhất không hiểu có điểm đáng yêu, phu thê gian hài hước, thực chân thật, van cầu tiếp tục tạo đường đi. Ta còn có thể khái 100 năm, hiện tại liền muốn xem phu thê cùng khung hảo chờ mong lần tiếp theo trực tiếp a. Một phần khác là không coi trọng này đôi nhựa plastic vợ chồng. Tư Nhất Văn rõ ràng tại qua loa Chu Nhân, các ngươi nghe không hiểu sao? Như thế nào thành đường? Cùng lầu bên trên, CP Hảo điên cuồng, ta nghe hắn ngữ khí cũng không có giác nhiều lắm sủng ái a, im lặng, này có cái gì hảo khái a, xin nhờ này đôi phu thê có thể không cần lại marketing sao? Thật hảo phản cảm a, liền tại ngoại giới các loại đủ loại đối này đôi hào môn nhựa plastic vợ chồng tiến hành giải độc thời điểm, Chu Nhân một chân hoành tại Tư Nhất Văn trên người, này tiểu hai cái chính ông tại cùng nhau nhão nhão dính dính ngủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24. Đấu giá hội 1. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Tư Nhất Văn cùng Chu Nhân mặc dù không là minh tinh, lại đỉnh hào môn nhựa plastic phu thê danh hiệu suốt ngày thượng hot search. Đương sự người đối với hot search tập mãi thành thói quen, thậm chí không thèm để ý chút nào, nhưng thân là Chu Nhân khuê mật Tân Ninh, này cái thời điểm không cọ nhiệt độ ngu sao mà không cọ. Bất quá Tân Ninh tự thân Mỹ trang chủ lâu nhiệt độ liền không nhỏ, cọ tới điểm ấy nhiệt độ cũng có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Tối hôm qua Chu Nhân tại trực tiếp bên trong chủ động cu đến Tân Ninh, đề cập Tân Ninh đề cử một cái tháo trang sức dầu. Hôm nay Tân Ninh liền tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong lên khung cái này thực thôn tú tháo trang sức dầu, không tới một phút trực tiếp bị cướp không. Tân Ninh lặp đi lặp lại khuyên phấn ti lý trí tiêu phí, nàng tay bên trên cầm này bình tháo trang sức dầu, còn tại kỹ càng giới thiệu. Kỳ thật dùng tháo trang sức dầu là nhất ôn hòa tháo trang sức phương thức, cùng tháo trang sức nước so với tới, phòng ngừa dùng trang điểm bông vải tại da bên trên ma sát tạo thành bình chướng bị hao tổn. Nhưng về phần có người nhắc tới dùng tháo trang sức dầu sẽ sản sinh ngậm miệng vấn đề, dùng này một cái thời điểm hoàn toàn không cần lo lắng. Về phần phương diện giá tiền, ta đã tranh thủ đến lớn nhất phúc lợi. Nhưng dù cho như thế, cái này tháo trang sức dầu giá cả còn là so thị trường thượng tuyệt đại đa số tháo trang sức dầu muốn quý rất nhiều. Đại gia căn cứ chính mình đỉnh đầu thượng dự toán vào tay. Không muốn mù quáng cùng gió. Có cần mới mua. Đừng mua được độn tại kia bên trong. Không cần phải. Ta lại nhấn mạnh một chút. Không cần phải độn hàng. Nhưng màn hình nhắn lại căn bản không nghe khuyên bảo. Đừng nói nhiều a, ta vô luận như thế nào đều muốn mua. Cũng muốn biết cùng phú bà cùng khoản là cái gì tư vị, ô ta tới chậm, đã bị chụp không có, còn có thế bổ hàng sao, chụp tới a. Hì ngồi đợi thu hàng, Tân Ninh rất bình tĩnh xem trực tiếp số liệu, làm vì trực tiếp giới số 1 số 2 nhân vật, nàng đối với này loại tràn diện cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng chưa hề nghĩ qua, chính mình khuê mật lại có như thế cường đại mang hàng năng lực. Nói thật, Chu Nhân không tới mang hàng thật hảo đáng tiếc a. Hôm qua xem đến Chu Nhân đề cử, ta hôm nay quả đoán vào tay. Tân đại lão phòng phát sóng trực tiếp tiện nghi thật nhiều a, ta mua bình nhỏ thử xem, Ninh lần sau thỉnh nhân tới ngươi phòng phát sóng trực tiếp a, phòng phát sóng trực tiếp khẳng định sẽ bạo, hảo chờ mong các ngươi khuê mật hai cái người cùng khung a. Cũng không biết là ai thiêu khởi muốn để Tân Ninh cùng Chu Nhân cùng khung liên tuyến chủ đề, rất nhanh, màn hình bên trong đồng loạt đều là nghĩ cầu liên tuyến. Bất quá này loại liên tuyến cũng không phải là Tân Ninh nghĩ liền có thể liền, muốn đối phương cũng tại tuyến bên trên trực tiếp nàng mới có thể lấy liên tuyến. Tân Ninh biết Chu Nhân lúc này không online thượng, đối phấn ti nói. Nàng không tại, ta cũng không có cách nào liền a. Phấn ti vẫn còn tại đau khổ cầu xin, thậm chí lớn mật yêu cầu Tân Ninh cấp Chu Nhân gọi điện thoại qua. Tân Ninh mang hàng mang đến chính nhàm chán, kỳ thật cũng rất muốn tìm khuê mật Chu Nhân tâm sự. Chủ yếu là, sáng sớm hôm nay Tân Ninh rời giường thời điểm bị phô thiên cái địa có quan hệ Zeus vợ chồng tin tức soát bình phong, thế mới biết nói Chu Nhân hôm qua buổi tối trực tiếp. Tân Ninh cũng xem Chu Nhân trực tiếp phát lại, cho nên rất hiếu kỳ hôm qua buổi tối Chu Nhân cùng Tư Nhất Văn tại mặt tranh bên ngoài đến tột cùng nói chút cái gì. Căn cứ Tân Ninh khứu giác linh mẫn bát quái tinh thần, dắt đến này đôi tiểu phu thê chi gian khẳng định có điểm đồ vật. Bất quá gọi điện thoại là không có khả năng đánh, Tân Ninh biết Chu Nhân nhất hướng ăn được ngủ được sướng như tiên, không ngủ đủ bị đánh thức lúc sẽ có chút rời giường khí. Có phấn ti hỏi tới Tân Ninh cùng Chu Nhân là như vậy nhận biết, điểm ấy ngược lại là hảo nói. Tân Ninh nói, chúng ta hai cái người sơ trung cao trung đồng học, ngồi cùng bàn 6 năm. Vừa mới bắt đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt, sau tới từ từ ma hợp thôi. Lúc ấy Chu Nhân trung văn nói đến còn mang một cổ Mỹ quốc đại tra tử vị, nghe được ta muốn ói, luôn cảm thấy nàng là tại trang bức. Ha 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 ha, cười kéo, ta cùng ta khuê mật cũng là ngay từ đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt qua, này đều có vài chục năm hữu nghị đi, rất tốt đẹp hồi ức đâu, Tân Ninh. Ta còn nhớ đến tại sơ tam thời điểm đi, có một lần tan học đường bên trên, ta bị mấy cái ra ngoài trường nam sinh vây chặt, bọn họ nghĩ muốn thông đồng ta, nhưng là đâu, ta không nghĩ bị thông đồng. Lúc ấy mảng đầu óc trống rỗng, nghĩ đến đều là ta chắc là phải bị xâm phạm cái gì. Nhưng là, liền là tại ta mất hết can đảm thời điểm, Chu Nhân cầm dời gạch liền xuất hiện tại ta trước mặt, giống như thân khoác thất thải tường vân chúa cứu thế. Thao, ta bắt đầu khái các ngươi CP, Chu Nhân quá đáng yêu đi, nghĩ đến cái này hình ảnh liền giác thật tốt khôi hài a, không được, ta cười vỡ ra, Tân Ninh. Chu Nhân lúc ấy hảo giống như đã đài quyền đạo đai đen còn là cái gì, cũng không sợ trước mặt kia 1, 2, 3, 4 nam hài tử, xông đi lên liền là làm. Ta lúc ấy liền bị chấn kinh, co lại ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, miệng đều không khép lại được. Kết quả có thể nghĩ, liền là ta bị nàng cấp cứu. Ta đối nàng giác quan cũng là theo kia cái thời điểm phát 180 độ chuyển biến lớn, đột nhiên cảm thấy nàng thật là người Mỹ thiện tâm. Nhưng là, các ngươi có thể tin sao? Sau tới ta cùng Chu Nhân nhắc tới cái này sự tình thời điểm, nàng thế mà cùng ta nói nàng quên. Thiệt thòi ta đối kia cái hình ảnh ký ức như mới nhớ mãi không quên, nàng nói quên liền cấp quên. Thật là tức chết ta. Màn hình đồng loạt tại cười ha ha. Phấn ti đột nhiên cảm giác được Tân Ninh có nói tiết mục ngắn thiên phú, quả thực là cái sung sướng hài kịch người. Chính nói, Tân Ninh xem đến màn hình bên trong có một cái tên là thuận tay phát tài, dân mạng vẫn luôn tại lặp đi lặp lại soát. Nghe phun thật nhàm chán a, nhanh ngậm miệng đi, nói Chu Nhân này cái ngu xuẩn làm gì a, một chút cũng không muốn nghe. Tân Ninh xem này cái dân mạng khó chịu rất lâu, bỗng nhiên biến sắc, trực tiếp mắng lên. Này vị tên là thuận tay phát tài dân mạng, ngươi hắn miêu có phải hay không có bệnh? Không nghĩ nghe ta nói ngươi trực tiếp phía bên phải trượt rời đi phòng phát sóng trực tiếp liền có thể, không ai bức ngươi tại này bên trong nghe. Còn có, ngươi mụ tổ tông 18 đời đều là đại ngu ít đi, tại ta phòng phát sóng trực tiếp mắng ta khuê mật. Ta xem ngươi mới là sờ. Con mẹ nó ngươi là một đời đều phát không được tài, còn không biết xấu hổ gọi thuận tay phát tài, không gặp qua tiền là đi. Ít, thuận tiện đi chết còn tạm được đi. Còn có, ngươi muốn ói nhanh đi cầm cái chậu phun, không ai ngăn đón ngươi, phun xong lại ăn đi cũng không ai phản ứng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì tuyệt thế đại ngu ít, ai để ý ngươi nhàm chán không nhàm chán. Muốn gắt gao một bên mát mẻ đi. Một hơi mắng xong, Tân Ninh cũng không sợ chính mình phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị phong hào, trước tiên đem đối phương cấp kéo đen. Có chút dân mạng liền là như vậy không hiểu ra sao, phản phất đầu óc có bệnh nặng. Nếu đổi lại là người khác, Tân Ninh khả năng không có tức giận như vậy, thậm chí cùng không rảnh để ý, nhưng khuê mật cùng gia nhân là nàng điểm mấu chốt, ai cũng không thể mắng. Muốn là đối phương dám mắng, nàng tất nhiên gấp 10 lần hoàn trả. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong phấn ti đương nhiên đều tại giúp Tân Ninh cùng một chỗ mắng, cũng có khuyên đừng mắng quá khoa trương, cẩn thận bị phong hào. Mắng xong sau, Tân Ninh lại là một mặt 5 tháng tỉnh hảo bộ dáng, trở mặt so biến thiên nhanh hơn. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp bên trong đột nhiên bị ném một cái siêu cấp vô địch xa hoa gia niên hoa. Còn không đợi Tân Ninh phản ứng, phấn ti trước rít gào. A là Chu Nhân. Chu Nhân lập tức tạp 10 vạn. Chu Nhân tạp 50 vạn lễ vật. Ta thao, Chu Nhân tạp 100 vạn lễ vật. Ta mụ. Cái này là phú bà thế giới sao? 1.000 vạn. Ta đếm không hết đằng sau linh, ta tính là chứng kiến lịch sử sao? Tại lai tăng trực tiếp, 1.000 vạn lễ vật tương đương với 100 vạn nguyên nhân dân tệ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25. Đấu giá hội 2. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Này cái lễ vật chữ số tại trực tiếp giới cũng là thập phần hiếm thấy, tại chỗ xem đến người xem khó tránh khỏi có chút kích động. Tân Ninh xem đến Chu Nhân ném kia 1.000 vạn lễ vật, ngay lập tức không là cao hứng, mà là mắng nàng. Chu Nhân ngươi có phải hay không cũng lên cơn. Làm gì lén lút ngồi xổm tại ta phòng phát sóng trực tiếp a, còn có, ngươi cho ta ném như vậy nhiều lễ vật làm gì? Màn hình bên trên lướt qua Chu Nhân cao lượng nhắn lại. Ta vui lòng a, Tân Ninh thiết một tiếng. Ngươi còn không bằng đem này tiền trực tiếp thả ta túi bên trong, còn muốn bị bình đài rút đi một nửa. Chu Nhân lại nhắn lại. Không có việc gì, bình đài là ta gia, bất quá là trái túi vào phải túi sự tình, liền là như vậy hào khí trùng ngày. Tân Ninh. Ta thảo. Chứng kiến này một màn dân mạng quả thực cùng ăn Tết tựa như. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp nhân số thẳng bước 50 vạn đại quan. Này là cái gì kinh điển một màn. 1.000 vạn lễ vật nói soát liền soát. Chu Nhân lúc này cũng là vừa mới tỉnh ngủ không có chuyện làm, nàng biết hôm nay Tân Ninh tại trực tiếp, liền thuận tay điểm vào xem mắt. Không nghĩ đến, vừa mới điểm đi vào liền nghe được Tân Ninh tại mắng chửi người, còn là tại giúp nàng mắng chửi người. Này phần cảm động thiên địa khuê mật tình, đáng giá 1.000 vạn lễ vật khen thưởng. Cầu liên tuyến, nghĩ xem phú bà, nghĩ xem Chu Nhân cùng Tân Ninh cùng khung. Tân Ninh xem đồng loạt màn hình, hỏi Chu Nhân. Xem đến phấn ti nhắn lại không có. Ngươi muốn hay không muốn cùng ta liền cái tuyến. Chu Nhân hồi phục. Không được, ta buổi chiều muốn đi một buổi đấu giá, Tân Ninh. Đại phú bà ngươi đi đấu giá hội nghĩ mua cái gì? Chu Nhân. Không là ta mua, là nhất nhất muốn chụp một cái ghế, làm ta đi một chuyến, Tân Ninh. Ngươi lão công không đi sao? Chu Nhân. Hắn buổi chiều tập đoàn muốn mở giữa năm đại hội, khuê mật hai cái người làm gần 60 vạn tại tuyến người xem một tới một về nói chuyện phím. Phấn ti nhóm theo Chu Nhân lời nói giữa thế mà cũng khái đến Zeus vợ chồng đường. Nhất nhất, nguyên lai thật là phồn thể nhất nhất a, Nhân Nhân cùng nhất nhất rất ngọt a, Tân Ninh. Nói đến, ta còn không có trên đấu giá hội mua qua đồ vật đâu, phú bà để ý hiện trường trực tiếp sao? Chu Nhân. Trực tiếp. Vẫn là thôi đi, Tân Ninh ồn ào. Đừng a, ngươi trực tiếp trên đấu giá hội trực tiếp thôi, để chúng ta qua đã nghiền. Chu Nhân. Đến lúc đó lại nói đi, ta nghĩ xem đấu giá hội trực tiếp. Ta cũng chưa có xem đấu giá đâu. 4 bỏ 5 lên, có phải hay không chẳng khác nào ta cũng đi đấu giá hội a. Đấu giá hội tại 2 giờ chiều cử hành, hôm nay vật đấu giá phần lớn thập phần có lai lịch. Tư Nhất Văn này lần nhìn trúng là một bả ghế xếp tại gia cụ cất giữ bên trong một trực thuộc ở cao nhất đẳng cấp. Cổ ngữ có nói, đầu đem ghế xếp, nói liền là một tòa lần bài vị. Từ xưa đến nay, ghế xếp hàm nghĩa không cần nói cũng biết, đều là quyền lợi cùng địa vị cao nhất biểu tượng. Chu Nhân mặc dù không rõ lắm Tư Nhất Văn muốn này đem ghế xếp chân chính mục đích, nhưng khó được hắn đối một vật như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng cũng rất tò mò này ghế xếp rốt cuộc có cái gì kinh diễm. Hôm nay Bùi Chu Nhân cùng nhau tới đấu giá sẽ hiện trường là Tư Nhất Văn bên cạnh trợ lý Trần Ký, nàng cầm tới bảng số là chữ số 8. Đầu mấy vòng bài phẩm Chu Nhân đều không có cái gì hứng thú, nàng lẳng lặng chờ đợi kia thanh ghế xếp đã đến, tỏ ra có chút buồn bực ngán ngẩm. Điện thoại bên trên Tân Ninh tin tức chấn động cái không ngừng, đại khái thượng đều là tại hỏi Chu Nhân cái gì thời điểm mở trực tiếp. Chu Nhân thực sự bị thúc đến bất đắc dĩ, dứt khoát liền mở ra trực tiếp. Hiện trường hoàn cảnh không tính sáng tỏ, nhưng vật đấu giá khu triển lãm bày biện thập phần giảng cứu. Chu Nhân mở trực tiếp cũng không có nói chuyện, tại tuyến quan sát số lượng thẳng tắp lên cao, phía dưới màn hình lại là một điều tiếp tục một điều. Mụ mụ, ta tới đấu giá sẽ thật kích động a. Sắp chứng kiến phú bà vật đấu giá. Nguyên tới đấu giá hội bên trong mặt là này dạng a. Dài kiến thức cô muốn khóc, chủ trì người lúc này chính tại giới thiệu một cái cất giữ cấp bậc đồ cổ dây chuyền, giá khởi đầu là 50 vạn. Hiện trường có người dơ bảng, trực tiếp hô 100 vạn, 110 vạn, 200 vạn, 250 vạn, 300 vạn. Chủ trì người dùng tiếng Anh cùng Trung Văn song ngữ nói. Còn có người tiếp tục tăng giá sao? Này một bên điện thoại ủy thác có sao? Hảo. 310 vạn mạng lưới. 350 vạn giúp, còn có tiếp tục tăng giá sao? Cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, má ơi, Hảo giống như tại mua thức ăn, ta cách màn hình hô 1.000 vạn ha ha ha, Hảo kích thích a, Hảo Hảo chơi a. Chu Nhân tại này tràn trực tiếp giữa toàn bộ hành trình không có nói chuyện, thậm chí cũng không có đem ống kính đối đến chính mình. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại vẫn luôn tại lên cao, ngắn ngủi mấy phút, trực tiếp thăng lên đến 5 vạn người. Này loại hiện tại xem đấu giá danh tràn diện còn thật là vô cùng ít thấy. Cuối cùng, kia sợi dây chuyền bị lấy 850 vạn chụp đi, chủ trì người gõ chù y. 850 vạn, cảm ơn ngài. Chờ đừng ước chừng 10 phút đồng hồ, chủ trì người giới thiệu kia thanh cuối nhà Minh đầu nhà Thanh Hoa cúc lê ghế xếp. Chu Nhân tới tinh thần, này chính là nàng hôm nay tới này bên trong mục đích. Ghế xếp giá khởi đầu 280 vạn. Là nhất nhất nghĩ muốn kia thanh ghế xếp sao, kích động nhân tâm thời khắc đến. Ngồi đợi nhân nhân ra giá. Chu Nhân trước tiên dơ bảng, báo ra giá cả. 350 vạn. Nhưng rất nhanh, có người giá cả vượt qua Chu Nhân, 360 vạn. Tám hào Chu Nhân dơ bảng. 400 vạn. 410 vạn. 450 vạn. Trực tiếp phía trước người xem nghiễm nhiên đã đối với chữ số không có cái gì khái niệm, một cái ghế giá khởi đầu liền là một phòng nhỏ giá cả, quả thực làm người không dám tin. Nhưng này chính là chân thật tồn tại, như là một thế giới khác bình thường, làm người khó thể thực hiện. Chu Nhân mang đại gia tiến vào này cái tựa như ảo mộng địa phương, để cho bọn họ biết này cái thế giới cấp độ không đủ. 2 phút đồng hồ đi qua, Chu Nhân bình tĩnh dơ bảng, thanh tuyến thường thường. 1.000 vạn. 1.000 vạn tại nàng miệng bên trong phản phất liền là bình thường người 100 khối tiền tựa như vậy lơ lỏng bình thường. Màn hình điên rồi. Ta thiên, nhân nhân không hổ là phú bà a. 1.000 vạn cái ghế, ta thật sự dài kiến thức, này đem hoa cúc lê ghế xếp là hôm nay một đám vật đấu giá giữa đứng đầu, cho nên giá cả xa xa không chỉ 1.000 vạn. Càng đi về phía sau, càng trình hiện gay cấn, cũng làm cho trực tiếp ống kính phía trước người xem hết sức kích động, rất có loại chính mình cũng tại cạnh tranh bên trong ảo giác. Trần Ký tại Chu Nhân bên tai nói. Có người vẫn luôn tại truy chúng ta giá. Chu Nhân rất bình tĩnh. Ân, ta phụng bồi. Lúc này, giá cả đã đến 3.000 vạn. Kia bên có người dơ bảng. 3.100 vạn. Chu Nhân thuận lờ mờ không rõ ánh đèn, xem đến cách đó không xa một cái nam nhân xoay đầu lại. Nam nhân một mặt ngả ngớn ý cười, dầu mỡ hướng Chu Nhân dương dương lông mày, tự hồ cũng không đem nàng đặt tại mắt bên trong bình thường. Chu Nhân nhíu mày. Ai tại cùng ta tăng giá a? Trần Ký chỉ không xa nơi. Là Thịnh Thế tập đoàn tại tổng, nghe nói hắn cũng đối này đem ghế xếp hết sức cảm thấy hứng thú, trước đó vài ngày còn quẳng xuống qua ngoan thoại, tình thế bắt buộc. Chu Nhân hừ nhẹ. Đến cái rắm. Phú bà nhân nhân nghiễm nhiên đã không có cái gì kiên nhẫn tiếp tục, trực tiếp tăng giá. 5.000 vạn. Phú bà thế giới ta thật mở rộng tầm mắt, ta thật kích động a, không dám tin. Nhân nhân cũng quá trâu bò đi, a, chủ trì người đầy mặt tươi cười. Còn có người tiếp tục ra giá sao? 5.000 vạn lần thứ nhất. 5.000 vạn lần thứ hai. Chờ một hồi lâu, có người tăng giá. 5.100 vạn. Còn là kia bên tại tổng. Chu Nhân cuối cùng tăng giá. 6.000 vạn. Trời ạ, ta adrenaline thẳng tắp lên cao, thật khẩn trương a, cùng lòng bàn tay ra mồ hôi, 6.000 vạn lần thứ nhất. 6.000 vạn lần thứ nhất. 6.000 vạn lần thứ ba. Chu Nhân biết chính mình đã coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cúi đầu cấp Tư Nhất Văn phát một điều tin tức. Đã chụp tới tay a, có cái gì khen thưởng sao? Tư Nhất Văn. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Chu Nhân nghĩ. Buổi tối cho ta nhảy cái thoát y vũ đi. Tư Nhất Văn. Bành, giải quyết dứt khoát, chủ trì người nói. 6.000 vạn thành giao, chúc mừng ngài. Đến tận đây, sử thượng đắt nhất một bả ghế xếp sinh ra. Hoan nghênh đi vào phú bà thế giới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26. Mua sắm 1. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Chu Nhân mua đồ vật hoàn toàn đều là tùy tâm sở dục, căn bản không cần cân nhắc giá cả. Điều này cũng làm cho quảng đại kiến thức đến cái gì gọi chân chính ý nghĩa thượng hào vô nhân tính. Chụp được kia thanh giá trên trời ghế xếp lúc sau, Chu Nhân lại tại sổ tay bên trên nhìn trúng một bộ bình ngọc. Kia bộ bình ngọc chạm trổ cực đẹp, giá cả tại 80.100 vạn, không quý. Chu Nhân mặc dù không biết này đồ vật chụp trở về có cái gì dùng, nhưng liền là cảm thấy rất đẹp mắt rất muốn. Nữ nhân mua đồ vật tổng là này dạng, không có chút nào kế hoạch, lung tung một trận mù mua. Mua về cũng có thể đặt tại nhà bên trong một góc nào đó lạc bụi, căn bản không dùng được. Tiền lương 3.500 ta thế mà tại xem này loại trực tiếp nhân 100 vạn đại khái liền theo chúng ta 100 nguyên không sai biệt lắm đi, ta liền hoa thôi cũng còn không trả xong, đồ ăn ta cũng không dám như vậy mua, hảo muốn trở thành phú bà a. Chu Nhân hôm nay tâm tình hiển nhiên rất không tệ, đặc biệt tại đùa giỡn Tư Nhất Văn lúc sau. Chu Nhân, như thế nào? Không dám nhảy thoát y vũ a. Tư Nhất Văn lúc này chính tại nghiêm túc tập đoàn giữa năm hội nghị bên trong, hắn là tập đoàn tổng giám đốc. Bên trái là một đôi cổ đông, bên phải là một đôi công ty cao tầng. Nói là thực nhàm chán hội nghị cũng không đủ, rốt cuộc có quan hệ từng cái công ty các hạng số liệu Tư Nhất Văn đều nhớ kỹ trong lòng, hắn đầu óc bên trong tất cả đều là các loại số liệu, cây vốn cần lại nhiều nghe một lần. Nhưng hắn sẽ ngồi ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là vì cấp tại tràng cổ đông một cái công đạo. Thực chất bên trong tính cách cho phép, cho dù đối mặt sự vật đối Tư Nhất Văn không có quá lớn hấp dẫn lực, nhưng hắn còn là một mặt bất động thanh sắc, đổi thành Chu Nhân sớm bỏ gánh không làm. Nghĩ đến Chu Nhân, lại thấy được nàng phát tới tin tức, Tư Nhất Văn tâm tình không nguồn gốc trở nên rất không tệ, liên quan nghiêm túc hội nghị bên trong hắn thần sắc cũng thập phần nhẹ nhõm. Đến phiên lai tăng trực tiếp tổng giám đốc Vu Minh Húc lên đài làm giữa năm tổng kết, các hạng số liệu cũng không như ý muốn. Hội nghị phòng bên trong ánh đèn lờ mờ, hình chiếu bên trên các loại đường gãy đồ, hình trụ đồ, vừa xem hiểu ngay mà đem các hạng số liệu triển lãm. Tư Nhất Văn tựa tại ghế dài bên trên, một cái tay khoác lên bàn bên trên, một cái tay khác hơi hơi chống đầu, thân thể khẽ nghiêng đối mặt hình chiếu tường. Mặc dù một năm trước Tư Nhất Văn đột nhiên được bổ nhiệm tập đoàn tổng giám đốc trêu đến nghị luận vui vẻ, nhưng hắn năng lực bày tại này bên trong, làm việc sát phạt quả quyết, không nể mặt mũi, bất quá ngắn ngủi nửa năm thời gian quyết đoán cải cách, làm nguyên bản âm u đầy tử khí Hồng Hưng tập đoàn lại một lần nữa rót vào một cổ máu mới. Tư lão gia tử lựa chọn Tư Nhất Văn tiếp ban, cũng không phải là nhất thời đầu choáng váng nóng não, là như vậy nhiều năm nghĩ sâu tính kỹ. Một năm thời gian đi qua, Tư Nhất Văn sở làm đại bộ phận công tác cũng bắt đầu đi vào bình thường quỹ đạo. Đến tận đây, hắn tại Hồng Hưng tập đoàn địa vị đã thập phần củng cố. Cho dù là đối hắn hành sự tác phong rất có phê bình kín đáo người, cũng không dám tại hắn trước mặt nhiều nói cái gì. Đài bên trên Vu Minh Húc tại làm cuối cùng tổng kết, đài bên dưới Tư Nhất Văn ba tâm hai ý, cúi đầu liếc nhìn hơi sáng màn hình điện thoại di động. Chu Nhân lại phát tới một cái biểu tình bao, cái này khiến hắn nhịn không được câu lên khóe môi. Tư Nhất Văn hồi phục Chu Nhân. Nghĩ xem. Chu Nhân dây hồi. Ngươi không là nói muốn cho ta khen thưởng sao? Ta liền muốn cái này. Ngươi buổi tối cho ta nhảy thoát. Áo. Múa. Tư Nhất Văn. Không sẽ. Tư Nhất Văn. Khả năng muốn phiền phức phu nhân ngươi trước làm mẫu một lần. Chu Nhân tức muốn học máu, cái gì gọi làm nàng làm mẫu một lần. Hắn này tính toán ngược lại là đánh vang dội. Chu Nhân. Nói không giữ lời. Ngươi tính cái gì nam nhân? Tư Nhất Văn. Ta tính cái gì nam nhân? Tư Nhất Văn. Ngươi không rõ ràng lắm. Chu Nhân. Chu Nhân. Ta muốn đem ngươi hôm qua buổi tối say rượu trò hề lộ ra ánh sáng. Chu Nhân. Để ngươi bị sở hữu người chế giễu. Tư Nhất Văn. Ngươi xác định. Tư Nhất Văn. Ta là ngươi trượng phu, ta bị chế giễu không phải là ngươi cũng bị chế giễu. Chu Nhân. Nói thật giống như có điểm đạo lý. Chu Nhân trầm mặt. Một giây sau, Chu Nhân tài khoản chuyển tới một khoản tiền lớn, là Tư Nhất Văn tư nhân tài khoản chuyển tới. Chu Nhân hừ nhẹ. Ai mà thèm ngươi tiền a, ta chính mình lại không phải là không có. Tư Nhất Văn. A, kia còn cho ta. Chu Nhân. Liền không. Mặc dù Chu Nhân chính mình có tiền, nhưng chính mình có tiền cùng hoa trượng phu tiền lại hình như có điểm không giống nhau lắm. Đấu giá hội kết thúc về sau, Chu Nhân liền đi gần đây lớn nhất nổi danh xa xỉ phẩm đất tập trung điểm, B thành cao ốc. B thành cao ốc tại B thành phố thuộc về tối cao đoan xa xỉ phẩm quảng trường, này bên trong cơ hồ sở hữu mọi người nghe nhiều nên thuộc xa xỉ phẩm đều có, Her, El, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels. Nghĩ muốn mua xa xỉ phẩm, tại này bên trong có thế tính đến thượng nhất đầy đủ. Chu Nhân điện thoại bên trên trực tiếp không có dừng, quan sát nàng trực tiếp tại tuyến người xem đã đột phá 50 vạn đại quan. Nàng ngược lại là nghĩ đóng lại trực tiếp, bất quá Phấn Ti vẫn luôn năn nỉ không muốn cúp máy. Không có cách nào, nàng liền đưa di động dây thừng treo tại cái cổ bên trên, ống kính hướng trung tâm thương mại, theo nàng đi lại, lắc lư hết sức rõ ràng, nhưng Phấn Ti không để ý chút nào. Đây là muốn đi mua sắm sao, đi vào ta mong đợi nhất khâu chi nhất, B thành cao ốc A, có thể thực hiện địa phương, muốn bắt đầu mua. Chu Nhân hôm nay mặc đơn giản hưu nhàn, vừa mới trước đây không lâu chụp được 6.000 vạn nguyên ghế xếp nàng, kỳ thực liền đâm cái viên thuốc đầu, xuyên qua bộ vận động trang phục. Thậm chí, nàng liền trang đều không có tan. Dù vậy, Chu Nhân ngoại hình điều kiện cũng không có chọn. Tiến vào B thành cao ốc lúc sau, sở hữu dân mạng đều tại chờ đợi Chu Nhân là như thế nào bị quầy tỷ các loại thịnh tình khoản đãi. Nhưng lại làm người tuyệt đối không ngờ rằng là, Chu Nhân chuẩn bị muốn đi nhà thứ nhất xa xỉ phẩm cửa hàng liền bị nhân viên cửa hàng ngăn tại cửa bên ngoài. Không tốt ý tứ này vị tiểu thư, chúng ta đối cửa hàng bên trong người lưu lượng có khống chế, còn thỉnh ngươi bên ngoài bây giờ xếp hàng chờ đợi. Ăn mặc đồng phục tiểu ca như thế nói. Chu Nhân gật gật đầu, cũng không có làm khó đối phương. Hảo. Chu Nhân là lần đầu tiên tới này nhà xa xỉ phẩm cửa hàng, phía trước không có soát qua mặt, nhân viên cửa hàng không biết nàng cũng rất bình thường. Đối với cái này Chu Nhân ngược lại là cũng không có giác đến có cái gì, đối phương là tại theo quy củ làm việc, mà nàng lại không cái gì danh nhân, không nhất định đến sở hữu người đều biết. Chờ đừng ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau, mặc đồng phục tiểu ca rốt cuộc thả Chu Nhân vào cửa hàng bên trong. Thế mà không biết chúng ta nhân. Này vị tiểu ca chỉ sợ công tác không bảo, đột nhiên cảm giác được nhân tính tình hảo a, ta còn tưởng rằng sở hữu người đều biết nhân, xem tới nhân soát mặt soát đến còn không đủ nhiều nha, bình thường như dĩ vãng tình huống, Chu Nhân căn bản không cần tự mình đi dạo cửa hàng, các đại xa xỉ phẩm nhãn hiệu đều sẽ đem lúc này tân phẩm trực tiếp phát cho nàng, làm nàng chân không bước ra khỏi nhà tại nhà liền có thể chọn lựa. Nếu như Chu Nhân có hứng thú dạo phố, mắt sắc quầy tỷ càng là ngay lập tức nhận ra Chu Nhân, cũng cho nhiệt tình dào dạt chiêu đãi, cho tới bây giờ không dám để cho nàng đợi. Nhưng này nhà cửa hàng hiển nhiên có chút không giống bình thường. Chu Nhân tiến vào cửa hàng bên trong lúc sau, chậm rãi vòng quanh nữ trang khu đi dạo một vòng, lại không có người quầy tỷ chủ động tiến lên tiếp đãi. Đại khái là hôm nay Chu Nhân xuyên quá mức bình thường, tay bên trên cũng không có cầm cái ra dán bao, đến mức quầy tỷ giác đến nàng không có cái gì mua sắm năng lực. Chu Nhân là ôm đem Tư Nhất Văn chuyển tới tiền toàn bộ tiêu hết ý nghĩ tới dạo phố, mà này nhà cửa hàng bên trong vừa vặn có nàng yêu thích kiểu dáng. Xin hỏi, cái này váy có S mã sao? Chu Nhân hỏi. Chờ một hồi nhi, không người trả lời. Chu Nhân lại hảo tính tình hỏi một câu. Tiếp tục, có cái quầy tỷ chậm rãi đi tới, đầu tiên là trên dưới đánh giá Chu Nhân một chút, tiếp theo mang chức nghiệp mỉm cười. Tiểu thư, cái này quần áo mà nói là không cung cấp mặc thử đâu. À, còn có này loại quy củ. Chu Nhân chỉ cảm thấy có chút sống lâu thấy. Quầy tỷ há mồm liền ra. Chỉ lần này một cái, nếu như ngươi nhất định phải mua, ta có thể bắt lấy tới. Bất quá cái này váy giá cả muốn 5 vạn. Ngày trước suy nghĩ kỹ càng a. 5 vạn. Đối với bình thường người tới nói mua một điều váy đích xác tính là một bút con số không nhỏ. Nhưng Chu Nhân là ai vậy? Này vị quầy tỷ sắp vì chính mình vô tri tính tiền, ngoại tào, còn thật sự có này loại quầy tỷ a, ta cho rằng chỉ có tivi bên trên có. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27. Mua sắm 2. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Giờ này cái quầy tỷ thái độ coi như không tệ, ta nhớ rõ ta có một lần đi xa xỉ phẩm, đối phương kia ánh mắt a chật, không nghĩ đến Chu Nhân cũng sẽ bị khác nhau đối đãi, không hiểu giác đến Chu Nhân thập phần nhược tiểu bất lực đáng thương đâu, vạn nhất ta thử, nhưng là không thích hợp chứ. Chu Nhân phát ra linh hồn tra hỏi. Quầy tỷ lần này ngay cả lời đều chẳng muốn nói, chỉ là xem Chu Nhân khẽ cười, tiếp theo chào hỏi một bên một vị thực tập bộ dáng quầy tỷ, nói với nàng. Mẹ ngươi tới chào hỏi một chút này vị tiểu thư, ta đỉnh đầu có điểm bận bịu. Nói xong cũng không nhìn Chu Nhân liếc mắt một cái, quay đầu liền rời đi. Ta đều nghĩ tiến lên quan này quầy tỉ một bàn tay, lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn tựa như, Cái gì người a, thật sự coi chính mình làm cái quầy tỷ liền đem chính mình làm thành xa xỉ phẩm a. Ta thao, này quầy tỷ cái gì thái độ a, nhớ kỹ này nhà cửa hàng. Ma đảng, muốn mắng người, nhân, đừng để chính mình bị khinh bỉ, ta không mua. Xem thật tốt làm giận a, thực tập bộ dáng quầy tỷ đi đến Chu Nhân trước mặt, thái độ cùng vừa rồi kia vị quầy tỷ hoàn toàn bất đồng, tươi cười ngại ngùng lại có lễ phép. Ngài hảo, kế tiếp từ ta vì ngài phục vụ, xin hỏi có cần gì không? Chu Nhân vừa chỉ kia điều váy, cũng không mở miệng nói chuyện. Nàng cơ hồ cho tới bây giờ không có bị này dạng đối đãi qua, mỹ hảo mua sắm tâm tình cũng cơ hồ toàn hủy. Nhưng Chu Nhân lại ba hít thật dài một hơi, nói với chính mình không thể phát cáo, này cái thế giới cũng không là vây quanh nàng chuyển, nàng cũng không có cùng một cái quầy tỷ tính toán chi ly. Thực tập quầy tỷ liền vội hỏi. Ngài nghĩ thử một lần này điều váy sao? Không có vấn đề, ta hiện tại liền cầm xuống đến cho ngài thử xem. Chu Nhân nói. Vừa rồi kia vị quầy tỷ nói không thể thử. Thực tập quầy tỷ cười, có một chút bất đắc dĩ ý tứ. Có thể. Kỳ thật ở đâu là không thể thử, chỉ bất quá vừa rồi kia vị quầy tỷ ngại phiền phức mà thôi. Chu Nhân cũng không nói cái gì nói nhảm, đối thực tập quầy tỷ nói. Ngươi trực tiếp cho ta bọc lại đi. Thực tập quầy tỷ đầy mặt không dám tin, lại ba cùng Chu Nhân xác nhận. Thật sao? Bằng không còn là thử một chút đi, vạn nhất không thích hợp. Chu Nhân lạnh nhạt lắc đầu. Không cần, trực tiếp đóng gói. Ngươi gọi me. Này vị gọi me thực tập quầy tỷ gật đầu. Là. Chu Nhân đi tại me trước mặt, nói. Từ hôm nay trở đi, ta liền là ngươi khách hàng. Đem các ngươi cửa hàng bên trong sở hữu ép mã quần áo đều đánh cho ta bao một cái, ta cấp ngươi địa chỉ. Me quả thực thụ sủng nhược kinh, lại ba xác nhận. Sở hữu ép mã quần áo đều đóng gói. Vậy cũng không là một số lượng nhỏ a. Chu Nhân lấy ra tạp đưa cho me. Yên tâm, không là đùa ngươi, trực tiếp soát này tấm thẻ đi. Me liên tục gật đầu. Hảo. Chung quanh khách nhân cùng quầy tỷ đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao nhìn sang. Vừa rồi kia vị nói chính mình đỉnh đầu có điểm bận bịu quầy tỷ cũng nghe hỏi chạy đến, vội vàng thay đổi nhiệt tình giàu dạt tươi cười gương mặt, hỏi là không yêu cầu hỗ trợ. Mọi người đều biết, quầy tỷ bán hàng là có trích %, giống như Chu Nhân này loại siêu cấp khách hàng lớn, trích % liền đủ hơn mấy tháng. Nếu là Chu Nhân trở thành me khách hàng, về sau trích % đều vào me đâu. Vừa rồi kia vị quầy tỷ hối hận không kịp, vội vàng đối Chu Nhân nói. Ngươi hảo, ta gọi Lena, yêu cầu ta vì ngài phục vụ sao? Chu Nhân khó được tùy hứng, nói. Ta duy nhất yêu cầu là về sau không nghĩ lại này nhà cửa hàng bên trong nhìn thấy ngươi. Như ngươi loại này người, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tại xa xỉ phẩm công tác lại đem chính mình làm thành xa xỉ phẩm. Ta này lời nói không là nói ngươi không tốt ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy ngươi căn bản không xứng bị ta mắng. Này vị Lena mặt bên trên lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không nói lời nào. Nhân cũng quá táp đi, sờ, vẫn cảm thấy sảng khoái a. Này vị Lena bị 50 vạn người xem nhớ kỹ, thật tuyệt bổng đâu, đổi đến ta toàn thân trên dưới đều thoải mái, còn thật đem chính mình làm thành cái gì, thật hy vọng nàng lập tức liền bị khai trừ, mặc dù Chu Nhân đem này vị quầy tỷ một trận đổi. Nhưng mỹ hảo tâm tình hiển nhiên không còn tồn tại. Nàng cầm lấy điện thoại cùng ống kính phía trước người xem nói tạm biệt, cùng nhau quan trực tiếp. Phấn ti lưu luyến không rời. Đều quái kia vị quầy tỷ, nhân khẳng định không cao hứng, cái này sự tình làm ta dắt đến, có tiền thật tốt, không biết lần sau cái gì thời điểm trực tiếp liền như vậy không có sao. Ta còn nghĩ xem theo cao ốc bên trong ra tới, Chu Nhân thượng chính mình chuyên môn tọa giá Bentley. Tài xế hỏi Chu Nhân tiếp theo muốn đi chỗ nào. Chu Nhân nghĩ nửa ngày, báo ra một cái địa danh. Hồng Hưng tập đoàn đi. Tài xế nhiên, không hỏi thêm nữa cái gì, xuất phát trước vãng. Nhưng thật đến Hồng Hưng tập đoàn tổng bộ, Chu Nhân lại giác đến chính mình lên cơn, quả thực là nghĩ vừa ra là vừa ra. Nàng như thế nào đột nhiên muốn tới này bên trong. Lâm thời đột kích ra cương vị Tư Nhất Văn a. Cũng là không phải là không thể được. Hồng Hưng tập đoàn Chu Nhân không phải lần đầu tiên tới, mặc dù không nói được quen thuộc, nhưng Tư Nhất Văn làm việc địa điểm tại chỗ nào nàng vẫn là rất rõ ràng. Đầu năm nay tập đoàn niên hội liền là tại này bên trong tổ chức, lúc ấy Tư Nhất Văn mang Chu Nhân tại hắn văn phòng bên trong ngồi một hồi nhi. Làm vì tập đoàn tổng giám đốc phu nhân, Chu Nhân đã đến có thể nói là một đường thông suốt. Chu Nhân tại này bên trong hưởng thụ cao nhất quy cách đãi ngộ, mỗi cái người thấy nàng cơ hồ đều là gật đầu chào hỏi, thập phần có lễ phép. Cái này lại làm Chu Nhân quét qua phía trước khói mù, tâm tình tốt giống như tốt lên rất nhiều. Tổng giám đốc làm đặc trợ đối Chu Nhân nói. Tư tổng chính tại lầu bên trên họp, đại khái rất nhanh liền sẽ xuống tới, ta trước cho ngài phao ly cà phê. Chu Nhân gật gật đầu. Ân, ngươi đi vội ngươi đi, ta chính mình tại hắn văn phòng ngồi một hồi nhi. Đặc trợ nói. Hảo, phu nhân. Tư Nhất Văn đại tổng tài văn phòng thập phần rộng rãi, văn phòng bên trong phân vì phòng tiếp khách cùng khu làm việc, đẩy ra bên trong một cái cửa liền là một bộ nghỉ ngơi gian. Này bên trong dư thừa trang trí vật không có, liền là lạnh như băng lãnh cảm phong cách. Chu Nhân buồn bực ngán ngẩm tại văn phòng bên trong lượn quanh một vòng, cuối cùng tại Tư Nhất Văn bàn đọc sách phía trước ngồi xuống. Bàn đọc sách phía trước bị thu thập sạch sẽ, tất cả mọi thứ bày biện có thứ tự. Chu Nhân xem đến bàn bên trên có một phần đã ký tên hảo văn kiện, tổng giám đốc lan can bên trên mặt rồng bay phượng múa viết Tư Nhất Văn tên. Hắn chữ viết cùng hắn ngoại hình biểu hiện ra nội liễm bất đồng, nhìn lên tới thập phần trương dương, cứng cáp hữu lực. Cái này khiến Chu Nhân nghĩ đến học sinh thời đại, tựa như là cao nhất thời điểm đi, Tư Nhất Văn viết chữ còn bị làm thành bản mẫu. Mà chữ viết của hắn đến vẫn luôn rất khó coi, siêu siêu vẹo vẹo, cùng Tư Nhất Văn hoàn toàn không có cách nào so. Chu Nhân vừa mới ngồi xuống không đầy một lát, văn phòng cửa liền bị đẩy ra. Nàng cho rằng là đặc trợ đưa cà phê đi vào, không nghĩ đến lại là Tư Nhất Văn. Tư Nhất Văn liền âu phục áo khoác đều không có bộ, thượng thân chỉ là một cái áo sơ mi trắng liền xuống tới. Hắn đại khái là tiếp đặc trợ sống, tay bên trên đoan một ly hiện ma cà phê. Thực hiển nhiên, tại này bên trong nhìn thấy thê tử Chu Nhân, Tư Nhất Văn cũng thập phần ngoài ý muốn. Cho nên đặc trợ thông báo hắn Chu Nhân đã đến lúc, hắn không nói hai lời liền theo lầu bên trên hội nghị phòng rời đi, vứt xuống một đôi người. Rất có điểm, từ đây quân vương không tảo triều ý tứ. Chu Nhân hai tay trùng điệp đặt tại bàn bên trên, hơi hơi thân người cong lại ngồi, cái cầm để tại chính mình cánh tay bên trên, nhìn lên tới một mặt vô hại. Tư Nhất Văn tựa hồ có thể theo Chu Nhân mặt bên trên biến hóa rất nhỏ, phát giác đến nàng tâm tình không tốt. Như thế nào? Hắn hướng nàng đi tới, một thân bạch y quần đen, thân hình thon dài. Áo sơ mi trắng toàn bộ quy củ hợp lại vào tây trang màu đen hạ quần, hẹp eo bên trên dây lưng tinh xảo đại khí. Tại tập đoàn bên trong, Tư Nhất Văn có thể tính đến thượng dưới một người trên vạn người. Cái ly bị đặt tại bàn bên trên, phát ra rất nhỏ thanh vang, tại này an tĩnh văn phòng lộ ra đến thập phần rõ ràng. Chu Nhân không hiểu có cổ hư tâm địa, muốn đem cẩn thận tỉ mỉ Tư Nhất Văn đảo loạn, thậm chí muốn nghe đến hắn tiếng thở hào hển tới đánh vỡ này bên trong an tĩnh. Chờ Tư Nhất Văn tới gần, Chu Nhân ngửi được hắn trên người có không kịp tiêu hủy nhàn nhạt mùi khói, cũng không khó ngửi, xen lẫn hắn trên người độc hữu hương khí, hỗn hợp thành một loại đặc biệt nam nhân hương, mê hoặc nàng. Chu Nhân đưa tay bắt hắn lại áo sơ mi hạ bãi, nhất điểm điểm mà đem này rút ra. Tư Nhất Văn cúi đầu xem Chu Nhân, khớp xương phân minh bàn tay ấn lại nàng mu bàn tay, thanh tuyến ám câm. A Nhân, ngươi như thế nào? Chu Nhân ngồi tại ghế bên trên ngẩng đầu nhìn trước mắt tinh xảo Tư Nhất Văn, ủy khuất ba ba nói. Nhất nhất, ta là tới muốn khen thưởng, ngươi cho hay không cho nha? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Văn phòng 1. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Chu Nhân ngồi tại ghế bên trên, cùng Tư Nhất Văn ánh mắt ngang bằng. Hắn uốn gối tại nàng trước mặt, giống như thần phục tư thái. Tại Chu Nhân thuở nhỏ đối Tư Nhất Văn ấn tượng bên trong, hắn vẫn là cao không thể chạm cao lãnh chi hoa, nói một câu không coi ai ra gì cũng không quá đáng. Nhưng này một khắc, Chu Nhân có thể rõ ràng theo hắn sạch sẽ con ngươi bên trong xem đến chính mình thân ảnh. Tư Nhất Văn thần sắc cưng chiều xem Chu Nhân, trầm thấp thanh tuyến chậm rãi tới gần. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Không phải đã nói thoát y vũ sao? Hừ, quả thực liền là biết rõ còn cố hỏi. Chu Nhân không muốn cùng hắn bài xả quá nhiều, dù sao nàng vĩnh viễn là nói không lại hắn. Nàng đưa tay kéo lấy Tư Nhất Văn cà vạt, đem hắn hướng chính mình trước mặt nhẹ nhàng một vùng. Nguyên bản là nghĩ thượng diễn một cái bá vương ngạnh thương cung trước cưỡng hôn lại nói, ai ngờ Tư Nhất Văn phản ứng nhanh nhẹn mà đem phủi một chút đầu, nàng môi chỉ có thể lạc tại hắn gương mặt bên trên. Tư Nhất Văn nghiêng đầu, hướng Chu Nhân trước mặt tiếp cận một ít, trầm thấp nhẹ mỉm cười. Lão bà, có chuyện hảo hảo nói. Hắn một bộ vô tội bộ dáng, làm như là bị nàng cưỡng ép xâm phạm lãnh địa tựa như. Chu Nhân hừ nhẹ. Ta tin nhắn thảo luận đến còn không đủ rõ ràng sao? Khả năng, còn yêu cầu ngươi giáp mặt nói đến càng rõ ràng một chút. Tư Nhất Văn hơi hơi nhướng mày, thần sắc nhiễm thượng một chút phỉ khí cùng không bị trói buộc, cùng hắn này phó chính trực thẳng tắp trang phục hình thành tiên minh tương phản. Nếu như lúc này hắn lại không một bộ mắt kính không gọng, nghiễm nhiên liền là tiểu thuyết bên trong nhã nhặn bại hoại hình tượng. Chu Nhân há to miệng, lại phát hiện chính mình hảo giống như nói không nên lời. Rõ ràng nàng cách màn hình điện thoại di động có thể tại tin nhắn bên trên tùy tâm theo ngộ lớn mật làm bậy, nhưng đến hắn trước mặt liền cùng khí ngắn một đoạn tựa như, căn bản không mở miệng được nói ba chữ kia. Có lẽ là địa điểm không đúng, này cái văn phòng đối với nàng mà nói đã xa lạ lại một cổ lạnh cảm gió, cảm giác tại này bên trong như là lành nghề cẩu thả, đầu óc bên trong sẽ không tự giác thượng diễn một ít khó có thể mở miệng hình ảnh. Chu Nhân thần sắc nhăn nhó, há miệng khẽ cắn Tư Nhất Văn vành tai, có điểm giận dỗi ý tứ. Hắn này bên trong làn da hơi lạnh, đụng tới nàng ấm áp môi, từng đợt tê dại cảm giác chậm rãi tràn ra. Không muốn cùng ngươi nói. Chu đại tiểu thư tính tình thượng tới, muốn đẩy ra trước mắt người. Tư Nhất Văn cười để gần, một tay vòng quanh nàng eo, bỗng nhiên nắm chặt đem nàng kéo vào chính mình ngực bên trong, thân mật cọ cọ nàng gương mặt. Chu Nhân ngược lại thực yêu thích này loại vuốt ve an ủi thời khắc, như là một loại nào đó không tiếng động an ủi nàng nội tâm. Lẫn nhau thiếp đến gần vừa đủ, Chu Nhân rõ ràng bị Tư Nhất Văn trên người khí tức sở mê hoặc, là quen thuộc chất gỗ hương, còn kèm theo nhàn nhạt mùi thuốc lá. Nói đến, Chu Nhân rất sớm phía trước liền biết Tư Nhất Văn sẽ hút thuốc lá. Có một năm Chu gia cùng Tư gia cùng một chỗ tại một cái sơn trang ăn cơm, Chu Nhân đánh bậy đánh bạ xem đến Tư Nhất Văn tại một cây đại thụ bên cạnh hút thuốc. Hắn lưng hơi cung, chân dài tùy ý dẫm tại mặt đất bên trên, hút thuốc lá lúc hai má hơi hơi lõm, gò má đường cong trôi chảy đẹp mắt. Chắc lần này hiện làm Chu Nhân đối hắn nhận biết sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại nàng mắt bên trong ngoan ngoãn hài, cho tới bây giờ kiểm tra đứng hàng đầu Tư Nhất Văn, thế mà cũng giống trường học bên trong những cái đó học sinh kém đồng dạng sẽ hút thuốc. Lúc ấy Chu Nhân sửng sốt tại chỗ thật lâu không có mở ra bộ pháp, mãi cho đến dư quan xem đến Tư gia nhị thúc đi tới, Chu Nhân vội vàng nhắc nhở Tư Nhất Văn. Tư Nhất Văn, ngươi gia nhị thúc tới. Khi đó mới 16 tuổi Tư Nhất Văn liền biểu hiện ra đầy đủ gặp không sợ hãi cùng lâm nguy không sợ, hắn chậm rãi đem thuốc lá bóp tắt, thuận tay quơ quơ trước mắt sương mù, liền một câu cảm ơn đều không có liền xoay người rời đi. Chờ Tư gia nhị thúc tới thời điểm, Tư Nhất Văn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất Chu Nhân phía trước một giây xem đến chỉ là nàng ảo giác. Cái này sự tình không hiểu cấp Chu Nhân tạo thành một loại tương đối sâu xa ảnh hưởng, đến mức nàng có một đoạn thời gian thường xuyên nằm mơ thấy Tư Nhất Văn liền tại nàng trước mặt hút thuốc, mà nàng lại quay người lúc, hắn người liền cùng ảo thuật tựa như theo nàng thế giới biến mất không thấy. Cho dù đã nhiều năm như vậy, khi một màn tựa hồ còn rõ ràng lạc ấn tại Chu Nhân đầu óc bên trong. Lúc này, Chu Nhân chôn ở Tư Nhất Văn ngực bên trong, cố ý nói. Tư Nhất Văn, ngươi thối quá nha, trên người đều là mùi thuốc lá. Không yêu thích. Chu Nhân khẽ nâng cái cằm. Ngươi cứ nói đi. Một giây sau, Tư Nhất Văn một tay thủ sẵn Chu Nhân cái cằm, cúi đầu phong bế nàng đôi môi. Hắn khí tức cùng nhiệt khí đem nàng cực kỳ chặt chẽ lôi cuốn, không cho một chút cơ hội thở dốc, cũng làm cho nàng mất đi phản kháng thanh âm. Chu Nhân ngay từ đầu còn giãy dụa, lẩm bẩm bất mãn. Nhưng Tư Nhất Văn cho nàng cự đại trùng kích lực, làm nàng giống như là tại biển bên trên một chiếc thuyền đơn độc, nàng không thể không duỗi tay thật chặt vịn hắn vai, làm hắn không ngừng xâm lấn. Rõ ràng ngồi tại ghế bên trên người là nàng, nhưng nàng lại như là bị hắn nóng rực khí tức thiêu đốt muốn hóa thành một vũng nước tựa như. Thật lâu, Tư Nhất Văn buông nàng ra, cơ hồ là hàm chứa nàng môi lại lần nữa hỏi. Còn là không vui sao? Chu Nhân mặt đỏ tới mang tai nghĩ, nàng rất là ưa thích. Yêu thích hắn miệng bên trong có cổ nhàn nhạt bạc hà thanh hương, ẩm ướt, nhiệt nhiệt, mê hoặc nàng, làm nàng nghĩ muốn tiếp tục. Nàng giác đến chính mình như là ăn vào này thế giới thượng nhất mỹ vị đồ ngọt, rõ ràng không có mang bất luận cái gì vị ngọt, lại làm cho nàng chỉnh cái trong lòng đều hiện ra so mật càng nhiều ngọt. Tại Tư Nhất Văn phía trước, Chu Nhân chưa hề cùng bất kỳ một cái nào nam nhân có qua da thịt chi thân, nhưng lý luận tri thức tính là phong phú. Nàng có đoạn thời gian thường xuyên ngâm mình tại Tấn Giang tiểu thuyết thành hoặc giả cái nào đó màu hồng phấn trang web, xem tác giả bút hạ nam nữ chính chi gian rung động, còn tưởng rằng đây hết thảy đều bất quá là khoa trương thủ pháp. Mãi cho đến thân thể sẽ, nàng mới biết được tác giả sở miêu tả tình huống không kịp nàng chân thực thể nghiệm một phần vạn. Nhất nhất, ngươi hảo hảo thân a. Sa vào trong đó Chu Nhân thanh tuyến ngọt ngào, còn mang điểm yếu ớt ý tứ, cái cuối cùng âm cuối cắn lấy đầu lưỡi, xem hắn hai tròng mắt lại nước lại nhuận. Tư Nhất Văn khớp xương phân minh ngón tay nhẹ nhàng nắm mắt Chu Nhân sau gáy, lòng bàn tay tại mặt bên trên chậm rãi vuốt ve. Nàng trên người làn da tinh tế bóng loáng, như là một chỉ toàn thân trắng như tuyết mèo con, làm hắn yêu thích không buông tay. Chỗ nào hảo thân? Hắn hỏi xong không đợi nàng trả lời, đôi môi dọc theo nàng khóe môi hướng phía dưới. Chu Nhân hảo nghĩ rít gào a, nàng nhất bị không được hắn hôn nàng cái cổ, ngẩng lên tiểu đầu như là một chỉ chết đuối tiểu thú, gấp rút thay đổi khí tức. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, đặt tại hắn vai nơi ngón tay khép lại, bấm hắn một cái. Ngô! Ngươi không khóa cửa. Chu Nhân không có quên lần trước tại lão trạch thư phòng bên trong bị không cẩn thận mở cửa gặp được sự tình, vừa thẹn lại rung động. Tư Nhất Văn ngậm nhẹ nàng môi, thanh tuyến khàn khàn, lộ ra một cổ nồng đậm từ tính. Không ai sẽ đi vào. Vạn nhất đâu. Chu Nhân tiếng nói vừa dứt, đặt tại bàn bên trên điện thoại nội tuyến liền vang lên. Tư Nhất Văn một mặt bất đắc dĩ xem nàng, hảo giống như tại nói nàng là chủng loại miệng quạ đen, thế mà nhất nói một cái chuẩn. Nhưng này cái văn phòng đích xác không người nào dám tùy ý đi vào, muốn tìm hắn tiền đề đều muốn trước đi qua tổng giám đốc làm. Hắn đứng dậy nhận điện thoại, kia đầu không biết nói chút cái gì, chỉ nghe hắn thần sắc thường thường, thanh tuyến bên trong còn mang vì kịp thời tan ra câm. Biết, tiếp theo mấy canh giờ này bên trong không cần quấy rầy ta. Điện thoại cúp máy, Chu Nhân còn không có phản ứng lại đây liền bị bay lên không bế lên. Nàng vô ý thức hai tay ôm lấy Tư Nhất Văn cái cổ, mắt cỡ đỏ mặt chôn ở hắn ngực bên trong. Hắn tại nàng tai bên cạnh nói mấy chữ, càng làm cho nàng quẫn bách đến cái cổ đều phím hồng. Không muốn. Phá toái thanh âm là nàng cuối cùng giãy giụa, ngữ khí thấp đủ cho chỉ có Tư Nhất Văn mới có thể nghe được. Chỗ nào không muốn. Hắn đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, đem nàng ôm đi vào. Nghỉ ngơi phòng bên trong rất lớn, nói là người bình thường nhà bên trong cư trú 2 phòng ngủ 1 phòng khách cũng không đủ, này bên trong không chỉ có phân phối một cái phòng ngủ, còn có phòng ảnh tối, phòng bếp, tiểu phòng khách chờ. Chu Nhân nhớ rõ, vừa mới tân hôn không lâu lúc ấy, Tư Nhất Văn vừa mới tiếp nhận Hồng Hưng tập đoàn, thường xuyên loay hoay không rảnh về nhà ngủ. Nàng lúc ấy cố ý khích đem hắn, hỏi hắn có phải hay không tại bên ngoài dưỡng tiểu hồ ly tinh mới đêm không về ngủ, hắn cười giải thích là ngủ ở văn phòng bên trong nghỉ ngơi phòng. Nằm tại giường bên trên sau Chu Nhân lại phát hiện, Tư Nhất Văn này cái giường bên trên vật dụng cùng nhà bên trong cư nhiên là giống nhau như đúc. Tư Nhất Văn thân cao thẳng tắp đứng tại Chu Nhân trước mặt, hắn ánh mắt khóa chặt nằm tại giường bên trên nàng, đưa tay giật giật cà vạt, đem này rút ra. Động tác đơn giản lưu loát, lại không hiểu lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được tô cảm giác. Chu Nhân ý thức đến tình huống hơi bất ổn, nhưng lại không muốn ngăn cản. Kích thích lại mâu thuẫn tâm thái lôi cuốn nàng biết rõ còn cố hỏi. Tư đại tổng tài, dưới ban ngày ban mặt, ngươi tại văn phòng bên trong muốn làm gì? Tư Nhất Văn cười nhẹ. Không là ngươi nghĩ xem. Chu Nhân này cái người cũng liền là mạnh miệng, thật sự đáo lâm đầu, nàng lại khiếp đảm. Đây chính là tại văn phòng AAA. Nàng lại như thế nào lớn mật, cũng không dám ở nơi này bên trong làm cái gì. Không khỏi quá xấu hổ đi. Ngươi ngậm máu phun người, ta mới không có đâu. Chu Nhân cố ý la to, có người đi làm không còn hảo hảo thượng, muốn thượng nữ nhân a. Tư Nhất Văn cười nhìn nàng, tự hồ cũng không e ngại nàng uy hiếp. Này bên trong cách âm hiệu quả tốt, sợ là Chu Nhân la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được, trừ hắn bên ngoài. Ân, ta thượng ta chính mình lão bà, thiên kinh địa nghĩa. Tư Nhất Văn không biết xấu hổ, khuynh thân đi vào Chu Nhân phía trên, đã ngươi không có, ta đây cũng chỉ có thể lướt qua này cái trình tự. Chu Nhân lập tức giác thật tốt thua thiệt. Kết thúc sau, Tư Nhất Văn một mặt nói một cách đầy ý vị sâu xa. Hôm qua mới đổi ga giường, phỏng đoán lại phải lần nữa đổi. Chu Nhân quen dùng chiêu số liền là cắn hắn, này lần cắn lấy hắn đường cong phân minh hàm dưới, lưu lại hai bài nhàn nhạt dấu răng. Tư Nhất Văn cũng không ngăn cản, chỉ là cuối cùng yếu ớt nói. Lão bà, đợi chút ta còn có cái tiểu hội nghị muốn đi. Chu Nhân sao có thể nghe không hiểu hắn thoại ngoại âm, vội vàng tùng khẩu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Văn phòng 2. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Tổng Giám đốc Phu Nhân hôm nay đột nhiên giá lâm, tập đoàn trên dưới đều truyền ra. Ai không biết cùng Tư Nhất Văn thông gia Chu gia đại tiểu thư. Truyền thuyết này đôi hào môn phu thê quan hệ nhựa plastic đến không thể lại nhựa plastic, người người đều hiếu kỳ Chu Nhân hôm nay là tới làm cái gì. Nghĩ đến đây, Chu Nhân giác đến chính mình đã không mặt mũi nào thấy người. Nàng một bả kéo chăn đóng quá đỉnh đầu, không nghĩ lại thể nghiệm Tư Nhất Văn. Tư Nhất Văn cách chăn vỗ vỗ Chu Nhân, lại đem nàng đầu nhỏ từ bên trong lột ra tới, cưng chiều nói. Ngươi ngủ một hồi, chờ ta làm xong cùng ta cùng nhau về nhà có được hay không? Chu Nhân không chịu. Ta hiện tại muốn đi. Tư Nhất Văn nhướng mày. Phải không? Xem tới ngươi còn không đủ mệt. Chu Nhân nghe vậy lập tức nhắm mắt lại. Ta muốn ngủ, ngươi đi vội ngươi đi. Tư Nhất Văn cười nhéo nhéo Chu Nhân gương mặt, rời đi phía trước lại hôn một chút nàng khóe môi. Ngoan, ngủ đi. Xế chiều hôm đó, Chu Nhân tại B thành phố cao ốc mua sắm trực tiếp bị dân mạng biên tập ra tới, thượng hot search. Xa xỉ phẩm quầy tỷ, Chu Nhân mua sắm không điểm đi vào phía trước người xem cho rằng này là một trận tô sản phú bà mua sắm hiện trường, nhưng xem video lúc sau mới cảm giác được có nhiều biệt khuất. Ta muốn nói, lần trước đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, người bán đồ ăn đại tỷ đối ta còn cười hì hì đâu, này quầy tỷ thật làm cho người giác đến buồn nôn, không nghĩ đến cũng có quầy tỷ không biết Chu Nhân a, hiện tại quầy tỷ thật quá đem chính mình coi thành chuyện gì to tát, nói khó nghe chút không phải là cái tiểu hướng dẫn mua sao. Khiến cho chính mình cùng xa xỉ phẩm tựa như Chu Nhân tính là hảo tính tình đi, có một lần ta cùng ta mụ đi dạo quầy chuyên doanh, ta thực sự nhịn không được đem kia cái quầy tỷ cấp mắng, thật coi chính mình là cái gì nha, bản nhân cũng là quầy tỷ, muốn nói là, mặc dù thật sự có một ít quầy tỷ thực kỳ hoa, nhưng đại bộ phận quầy tỷ cũng đều rất tốt. Mỗi ngày tiếp đãi khách nhân có hạn, không có khả năng đều chiếu cố đúng chỗ, nhiều hơn lý giải một cái đi, lầu bên trên, ngươi này lời nói đến liền khôi hài. Ngươi trước làm rõ ràng một cái vấn đề, rõ ràng là các ngươi quầy chuyên doanh quầy tỷ chảnh lên trời được không? Ai lý giải ai vậy? Có quan hệ bị quầy tỷ khác nhau đối đãi chủ đề cấp tốc nhiệt nghị, dân mạng nhóm nhao nhao biểu đạt mình thấy, tức giận bất bình. Kỳ thật cùng loại tình huống cũng không phải là ví dụ, Chu Nhân hôm nay sở tao ngộ là rất nhiều người đều từng đụng phải tình huống, cho nên cũng coi như dẫn khởi cộng minh. Tư Nhất Văn cũng rốt cuộc biết, hắn gia này vị tiểu công chúa hôm nay không mấy vui vẻ nguyên nhân thực sự. Bất quá, có lẽ hắn buổi chiều ra sức lấy lòng, đầy đủ làm nàng niềm vui một ít. Chỉnh lý xong quần áo ngồi tại văn phòng bên trong Tư Nhất Văn lại là kia cái cẩn thận tỉ mỉ tập đoàn đại tổng tài, xem không ra bất kỳ phong lưu qua dấu vết. Nhưng trói buộc cà vạt rốt cuộc vẫn còn có chút không thoải mái, hắn rút ra để ở một bên, thuận tiện tướng lĩnh khẩu nút thắt cởi bỏ mấy khỏa, lộ ra nhô lên hầu kết. Xem bàn bên trên cà vạt, Tư Nhất Văn bỗng dưng nhớ tới vừa rồi Chu Nhân cưỡi tại hắn trên người cầm cà vạt quấn hắn hai tay. Muốn mạng. Vung đi đầu óc bên trong suy nghĩ, Tư Nhất Văn khóe môi còn dạng một mặt tươi cười, điểm mở nội tuyến làm người đi vào. Bàn bên trên có một ly đã làm lạnh cà phê, vừa rồi Chu Nhân uống một ngụm liền nhíu mày ghét bỏ quá khổ. Tư Nhất Văn không quá để ý, một khuỷu tay khởi này ly cà phê nếm khẩu, một tay lật ra bàn bên trên lai tăng trực tiếp các hạng số liệu. Này lần tập đoàn giữa năm hội nghị bên trong, lai tăng trực tiếp tổng giám đốc Vu Minh Húc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liên tiếp một năm hao tổn, làm cổ đông đối lai tăng trực tiếp triệt để mất đi lòng tin. Chỉ bất quá khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Tư Nhất Văn thế mà phá lệ tại hội nghị bên trong phát biểu, biểu đạt chính mình đối Lai Tăng trực tiếp lòng tin. Nếu Tổng Giám đốc lên tiếng, cổ đông nhóm cũng nguyện ý cấp Lai Tăng trực tiếp một chút thời gian, chờ mong Vu Minh Húc có thể thay đổi càng khôn. Hội nghị kết thúc, Vu Minh Húc mang Lai Tăng trực tiếp tin nhậm Phó Tổng Bùi Giao đến đây Tổng Giám đốc phòng, liền tiếp theo công tác kế hoạch tiến hành báo cáo. Đối với Bùi Giao đã đến, Tư Nhất Văn mặc dù có một ít ngoài ý muốn, nhưng lại chưa tại mặt bên trên bày ra. Nhân sự thông báo tuyển dụng cũng không về hắn quản, huống hồ còn là một cái nho nhỏ công ty phó tổng. Lần trước tại A thành phố náo ra động tĩnh, kết quả là An Hối phụ trách người bị khai trừ, Bùi Giao cũng từ chức. Tư Nhất Văn có nghe thấy, lại cũng không thèm để ý. Đảo là nghĩ đến Chu Nhân đêm hôm đó biểu hiện, hắn mặt bên trên thần sắc không tự giác nhu hòa không ít. Vu Minh Húc mở miệng chuẩn bị hướng Tư Nhất Văn giới thiệu Bùi Giao, Tư Nhất Văn khoát khoát tay nói là nhận biết bạn học cũ, không cần lãng phí thời gian làm thêm giới thiệu. Đối với Bùi Giao năng lực Tư Nhất Văn cũng là có nghe thấy, phía trước nàng tại An Hối phụ trách liền là video ngắn nội dung, làm được thập phần không tồi. Chắc hẳn, Vu Minh Húc đem Bùi Giao đào tới Lai Tăng trực tiếp cũng là phí đi không ít tâm huyết. Một bên Bùi Giao cũng không mượn cơ hội cùng Tư Nhất Văn bấu víu quan hệ, nàng lòng dạ biết rõ lẫn nhau chi gian chênh lệch, mặc dù là bạn học cũ không tồi, nhưng địa vị hoàn toàn bất đồng. Nàng tới Hồng Hưng tập đoàn cũng chỉ là vì sinh kế, kiếm miếng cơm, chỉ cần bổn phận hoàn thành chính mình công tác liền có thể. Chu Nhân là bị liên tiếp điện thoại chấn động cấp đánh thức. Tân Ninh. Người đâu? Tân Ninh. Ta xem đến hot search, thao, cái gì ngu xuẩn quầy tỷ A, tức chết ta, Tân Ninh. Ngươi hiện tại người tại chỗ nào? Tân Ninh. Buổi tối ta có rảnh, muốn hay không muốn ướt cái cơm? Chu Nhân ngủ nửa cái giờ, cũng đầy đủ khôi phục tinh khí thần. Bị Tân Ninh này một ầm ĩ, lập tức không có buồn ngủ. Một giấc qua đi, đối với phía trước phát sinh sự tình Chu Nhân liền cảm giác cùng phiên thiên tựa như, hoàn toàn không có lại để ở trong lòng. Nàng ghé tại giường bên trên hồi phục Tân Ninh tin tức. Chu Nhân. Không hẹn, chúng ta không hẹn. Chu Nhân. Ta chờ một lúc muốn cùng nhất cùng nhau tan tầm về nhà. Tân Ninh. Ngươi chẳng lẽ tại Tư Nhất Văn văn phòng bên trong, Chu Nhân. Điên cuồng chớp mắt. GPG, Tân Ninh. Chật. Tân Ninh. Các ngươi không sẽ tại văn phòng PD. Chu Nhân. Tân Ninh. Thao. Chu Nhân không nghĩ tại cùng Tân Ninh nói nhảm, ngược lại theo giường bên trên lên tới, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem Tư Nhất Văn tại bận rộn cái gì. Nàng còn chưa từng gặp qua hắn tại văn phòng bên trong chăm chỉ làm việc bộ dáng, có điểm hiếu kỳ. Giày cũng không có mặt, nàng liền chân trần hạ. Mở cửa một sát na Chu Nhân giật mình, nàng nhìn thấy ngồi tại tiếp khách ghế sofa bên trên Bùi Giao. Cũng như lần trước tại A thành phố nhìn thấy Bùi Giao là kia bàn, nàng cả trái tim tựa hồ nháy mắt bên trong liền lạnh đi xuống. Chu Nhân chính mình đều thật bất ngờ, Bùi Giao xuất hiện vì cái gì sẽ làm cho nàng cảm xúc như là ngồi một chuyến xe cáp treo. Lúc này Chu Nhân chỉnh cái người đầu óc bên trong đều là ong. Nghĩ không rõ. Bùi Giao tại sao lại ở chỗ này? Nàng phần diễn chẳng lẽ không là tại chương 9 thời điểm liền kết thúc rồi à, tác giả hiện tại lại đem nàng thả ra là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là ác độc nữ phối hợp tuyến tiết mục? Quá cẩu huyết đi. Ngược lại, Chu Nhân lại não bổ ra một trận đại hí. Kỳ thật kia cái nữ phối chính là nàng Chu Nhân chính mình. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn chiếm lấy Tư Nhất Văn, dẫn đến này đôi theo học sinh thời đại liền lẫn nhau yêu thích uyên ương tách ra. Hiện tại Tư Nhất Văn cùng Bùi Giao liền muốn tại này bên trong thượng diễn văn phòng yêu đương, đợi một thời gian, hai người bọn họ liền muốn song túc song phi, cuối cùng đem nàng Chu Nhân đá ra khỏi cục. Chu Nhân não bổ kịch bản quá mức đầu nhập, đến mức Tư Nhất Văn gọi nàng đều tự động che đậy. Nàng không để ý Tư Nhất Văn, chuyển cái thân trở về nghỉ ngơi phòng, đóng cửa lại. Tư Nhất Văn lại đây nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng ăn một cái bế môn canh. Một giây sau, Chu Nhân chuông điện thoại di động vang lên. Thật bất ngờ, là nàng mẫu thượng đại nhân Tô nữ sĩ đánh tới. Đầu bên kia điện thoại, Tô nữ sĩ thanh tuyến hơi có vẻ bén nhọn. Nhân nhi a, tại bên ngoài bị ủy khuất như thế nào cũng không cùng mụ nói sao? Nguyên lai mụ mụ cũng biết cái này sự tình a. Chu Nhân đầu óc bên trong đều là kia tràng còn chưa diễn xong đại hí, cảm xúc sa sút. Mụ. Tô nữ sĩ than nhẹ. Ngốc nữ nhi, ngươi tội gì như vậy ủy khuất chính mình. Chu Nhân. Mụ, ta trong lòng thật là loạn a. Tô nữ sĩ. Này có cái gì nhưng loạn. Ngươi liền là quá thiện lương, người hiền bị bắt nạt, đối phương đều như vậy phách lối trèo lên đầu ngươi tới. Chu Nhân nghĩ thầm, cũng không là đâu, nếu không là nàng hôm nay tới tập đoàn ngoài ý muốn gặp được, không biết Tư Nhất Văn còn muốn giấu nàng bao lâu. Này cũng không là đều khi dễ đến nàng đầu bên trên tới. Này cái thời điểm, có thể thấy được thân tình đáng quý, chỉ có gia nhân mới là nàng vĩnh viễn dựa vào. Chu Nhân nói. Mụ mụ, ta nhớ ngươi. Tô nữ sĩ. Yên tâm, mụ mụ sẽ giúp ngươi trút giận. Ta bảo bối nữ nhi sao có thể bị người như vậy khi dễ. Ta sao có thể ngồi yên không quan tâm. Mẫu nữ hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng còn là trò chuyện phi thường đi tâm. Chu Nhân hiện tại mảng đầu óc đều là Tư Nhất Văn cùng Bùi Giao. Mà Tô nữ sĩ thì tức giận bất bình chính mình tại họp sớt bên trên xem đến nữ nhi Chu Nhân bị một cái quầy tỷ khác nhau đối đãi. Hai người nói một hồi nhi, một cái tức giận bất bình, một cái cảm xúc sa sút. Tô nữ sĩ nói. Yên tâm, mụ mụ lập tức đi ngay đem kia nhà cửa hàng cấp mua lại. Chu Nhân. Nàng nhất thời chi gian còn có chút mộng. Mụ, ngươi nói cái gì a? Tô nữ sĩ nói. Ta nói cái gì? Ta đương nhiên nói là buổi chiều ngươi tại kia nhà cửa hàng bên trong bị quầy tỷ khác nhau đối đãi bị ủy khuất a. Tô nữ sĩ tại kia đầu thở dài lại đau lòng tố nói chính mình buổi chiều xem đến tương quan tin tức, đại khái thượng chỉ là Chu Nhân tại một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng bên trong bị quầy tỷ khác nhau đối đãi. Nàng nói nàng quả thực không thể tin được thế mà lại có này loại quầy tỷ tồn tại, quả thực là đã khai nhãn giới. Chu Nhân theo tiểu là bị Chu gia phủng tại lòng bàn tay bên trong trưởng thành, Chu gia trên dưới không ai đối Chu Nhân dám đen cái mặt. Là lấy, làm Tô nữ sĩ xem đến trực tiếp biên tập ra tới hình ảnh lúc, đau lòng đến một cái không được không được. Chu Nhân này mới phản ứng lại đây, hai người bọn họ người nói đến căn bản không là cùng một cái sự tình. Mụ, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đâu. Chu Nhân bất đắc dĩ muốn cười. Tô nữ sĩ nói. Ta còn có thể nói cái gì? Quá trình hẳn là rất nhanh, ta lập tức liền đem kia vị không biết trời cao đất rộng quầy tỷ cùng nhau cấp mở. Chu Nhân. Đạt be. Tô nữ sĩ, ngươi này loại hành vi không khỏi có chút quá tại Mary Sue kịch bản, độc giả khả năng tiếp nhận không được. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30. Lão bà thật là đúng dịp, 1. Bạn đang nghe truyện tại MeTruyenAudio.com. Có người vì chính mình chỗ dựa cảm giác thực tốt, Chu Nhân bỗng nhiên lực lượng cũng đủ rất nhiều. Chu gia nhân tính cách đều rất dễ thân cận, đặc biệt Chu Nhân mẫu thân Tô Phương Hoa nữ sĩ. Tô Phương Hoa vũ đạo thế gia xuất thân, là cái quốc tịch Mỹ Hoa Kiều, có phần lớn thời giờ đều đợi ở nước ngoài bốn phía tuần diễn. Mang thai Chu Nhân thời điểm, nàng đỉnh 3 tháng đại bụng còn tại sân khấu bên trên đặc sắc biểu diễn. Sau tới Chu Nhân tại Mỹ quốc Los Angeles sinh hạ, Tô Phương Hoa ngày thứ 2 liền bắt đầu đi luyện tập cơ bản kiến thức. Này đó năm Tô Phương Hoa đã chuyển hình phía sau màn, vẫn như cũ là mang chính mình vũ đạo đoàn toàn cầu các nơi bốn phía làm tuần diễn. Bởi vì công tác bận rộn, Tô Phương Hoa chiếu cố nữ nhi Chu Nhân thời gian cũng không nhiều, sau tới theo Chu Nhân tuổi tác dần dần lớn lên, Tô Phương Hoa dần dần ý thức đến làm bạn nữ nhi quan trọng tính, cũng liền dần dần giảm bớt chính mình công tác. Mẫu nữ hai người máu mủ tình thâm cảm tình, Chu Nhân tại Tô Phương Hoa trước mặt cũng là một cái nải thanh nải khí yếu ớt tiểu nữ nhi. Mụ mụ, ngươi hiện tại ở đâu nhi nha? Tô Phương Hoa nói. Nhớ mụ mụ a, mụ mụ này đoạn thời gian tại Venice, phỏng đoán hạ tuần sẽ về nước. Chu Nhân méo miệng. Hảo a, các ngươi một đám đều bận bịu như vậy công tác, tỏ ra ta thực vô năng tựa như. Tô Phương Hoa vội nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nhân nhi, coi như ngươi mỗi ngày đều vung tay quá tráng dùng tiền, Chu gia đều là có này cái tư bản để ngươi vung hoắc. Chu Nhân. Mụ, ngươi như thế nào này dạng nói chuyện? Tô Phương Hoa. Ta như thế nào? Chu Nhân. tịnh nói này loại lời nói thật. Mẫu nữ hai người cười thành một đoàn. Tô Phương Hoa nói: Nhân nhi, lần sau lại đụng tới cùng loại sự tình tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình. Ngươi hiện tại mặc dù là Tư Nhất Văn thê tử, nhưng Chu gia mãi mãi cũng là ngươi mạnh nhất đại hậu thuẫn. Có tâm sự liền phát tiết, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng đem chính mình buồn bực hư. Chu Nhân hồ theo nói biết. Từ nhỏ đến lớn nàng không biết muốn nghe nhiều ít này dạng lời nói. Có lẽ là kia năm đấu trường bị thương sau Chu Nhân không gượng dậy nổi làm Chu gia trên dưới loạn trận cướp, có chỉnh nửa năm thế giới Chu Nhân cho rằng dưỡng thương đem chính mình nhốt tại nhà bên trong, cơ hồ đại môn không ra nhị môn không bước. Nên biết nói, đã từng Chu Nhân là như vậy sáng sủa, nàng có top 5 top 3 hảo hữu, thỉnh thoảng muốn hẹn đi ra ngoài tại bên ngoài làm tiệc tùng. Khi về sau Chu Nhân tựa như là biến thành người khác tựa như, không kiêu căng ương bướng đến đâu đại tiểu thư tác phong, nàng đem rất nhiều sự tình đều đặt ở trong lòng, người cũng khiêm tốn nội liễm rất nhiều. Đổi thành bình thường gia đình góc độ khả năng cho rằng này là hài tử một loại trưởng thành, nhưng tại Chu gia người lại lo lắng Chu Nhân sẽ mắc bệnh trầm cảm. Cũng may trị liệu vết thương ở chân an đoạn thời gian tâm lý bác sĩ cũng đang can thiệp Chu Nhân tâm lý tình huống, cái này sự tình mặc dù đối nàng đã kích rất lớn, nhưng cũng không tạo thành nàng trong lòng thương tích. Cúp điện thoại, Chu Nhân sửa lại một chút chính mình quần áo, lại xuyên thượng giày, lúc này mới tính toán theo nghỉ ngơi gian ra tới, chuẩn bị cùng Bùi Giao chính diện giao phong. Ai ngờ, văn phòng bên trong lúc này chỉ còn lại có Tư Nhất Văn một cái người. Nàng người đâu? Chu Nhân hỏi. Vừa rồi văn phòng bên trong có 5 cái người, nhưng tại Chu Nhân mắt bên trong cũng chỉ có Bùi Giao. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nàng đầu óc bên trong đối với Bùi Giao vừa rồi ăn mặc còn lạc ấn tại đầu óc bên trong. Nên nói hay không, Bùi Giao thời thượng khứu giác vẫn còn tính linh mẫn, kia bộ le ốc trang phục mặc trên người nàng thập phần đột hiển chức tràng khí chất, phối hợp một đầu lười biếng tóc dài mệt mỏi, lại vừa vặn nhu hòa tại chức tràng thượng cứng rắn bén nhọn cảm giác. Phối sức ngược lại là đơn giản, toàn thân cao thấp cũng chỉ có cổ tay bên trên đeo một khối eo phương đường hắc kim đồng hồ tay, như ẩn như hiện tại cổ tay bên trên, tăng lên một tia giả tính. Chu Nhân đột nhiên có điểm bị loại thảo. Từ. Này cái không là trọng điểm. Tư Nhất Văn hỏi. Ngươi chỉ này cái hắn là vị nào? Chu Nhân lý trực khí tráng nói. Đương nhiên là Bùi Giao a. Tư Nhất Văn thần sắc thường thường, phỏng đoán lúc này vừa mới thượng thang máy không bao lâu, ta làm trợ lý gọi nàng trở về. Chu Nhân lập tức khí diễm yếu không ít. Vậy coi như, phiền phức. Nói xong lại chột dạ bổ sung một câu. Cái chuyện lần trước qua đi ta vẫn luôn chưa từng có hỏi qua nàng, hôm nay vừa vặn gặp mặt, này không, làm vì bạn học của ta tối thiểu đến quan tâm. Tư Nhất Văn một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt nhìn Chu Nhân, phải không? Xem Tư Nhất Văn này một mặt chính trực lại không thẹn với lương tâm bộ dáng, Chu Nhân không hiểu có điểm hoài nghi nhân sinh. Chính như vừa rồi Chu Nhân tại điện thoại bên trong đối Tô nữ sĩ theo như lời như vậy, nàng trong lòng rối bời. Người tại đầu não không thanh tĩnh thời điểm nhất dễ dàng nói một ít sẽ làm cho chính mình hối hận lời nói, lúc này Chu Nhân xem đến Tư Nhất Văn trong lòng liền đến khí. Vì để tránh cho tiếp theo khả năng sẽ phát sinh tự dưng cãi lộn, nàng quyết định còn là đi trước. Không đợi ta tan tầm cùng nhau về nhà. Tư Nhất Văn nắm lấy Chu Nhân thủ đoạn, khó được đáy mắt tiết lộ một chút nhược tiểu bất lực. Chu Nhân thẳng thắn dứt khoát hất ra hắn. Không được, ta ước Tân Ninh cùng một chỗ ăn cơm. Tư Nhất Văn cũng không ngăn cản, ngược lại là hỏi. Cơm nước xong xuôi đại khái mấy điểm. Ta đi tiếp ngươi về nhà. Chu Nhân như trước vẫn là cự tuyệt. Không cần. Khuê mật chi gian ai biết muốn ăn đến mấy điểm a, huống hồ, cơm nước xong xuôi không cho phép chúng ta còn có mặt khác an bài. Mặt khác an bài. Tư Nhất Văn tựa hồ đối với này câu nói có đáng nghi. Chu Nhân nói. Như thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Còn là ngươi muốn quản ta. Ngươi cũng đừng quên, một năm 365 ngày, ta có 300 ngày đều không thấy được ngươi, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một hơi nói xong, Chu Nhân đều muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi đến, nàng biết chính mình này lời nói đến có chút trọng, nhưng nói ra tát nước ra ngoài, thu không trở lại. Nàng vô ý thức xem Tư Nhất Văn, mặt ngoài thượng mây trôi nước chảy, nội tâm lại loạn thành một bầy. sẽ không phải liền tại văn phòng bên trong cãi vã đi. Không chuẩn hai người bọn họ sẽ chiến tranh lạnh. Có lẽ Tư Nhất Văn sẽ tức giận ngã đồ vật. Nàng sẽ không phải bị bạo lực gia đình đi. Chu Nhân đầu óc bên trong chính suy nghĩ một đôi có không, bỗng nhiên nghe Tư Nhất Văn nói. Xin lỗi. À. Chu Nhân còn có chút mộng. Tư Nhất Văn lôi kéo Chu Nhân tay, đem nàng ôm tại ngực bên trong, ngữ khí thành khẩn lại ôm nhu. Này một năm ta xác thực công tác bận rộn, vẫn luôn không có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Không có thể điều tiết hảo gia đình cùng công tác, này là ta không đối. Thực xin lỗi. Chôn ở Tư Nhất Văn ngực bên trong Chu Nhân. Như thế nào hồi sự? Cái này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a. À? Tư Nhất Văn cúi đầu hôn một chút Chu Nhân ngạch, lại nói. Bất quá tiếp theo ta hẳn là sẽ không như vậy bận rộn, nên xử lý công tác cũng tại đi qua này một năm thời gian bên trong đều xử lý đến không sai biệt lắm. Ta bảo đảm, về sau 365 ngày, ta tranh thủ có 300 ngày đều đãi tại gia bên trong, có được hay không? Chu Nhân vừa rồi những cái đó thoại bản tới cũng không phải bản ý, hiện tại đối mặt như thế ôm nhu thì thào nhỏ nhẹ, cho dù là thiết thạch tâm địa cũng sẽ mềm lòng. Đã ngươi hẹn xong cùng Tân Ninh cùng một chỗ ăn cơm, vậy ngươi đi đi. Vô luận buổi tối có cái gì an bài, rất trễ kết thúc, ta đều tới tiếp ngươi, được không? Tư Nhất Văn mổ mổ Chu Nhân môi, lại nhẹ nhàng xoa bóp một cái nàng mặt. Chu Nhân quỷ thần xui khiến nói. Hảo, hảo a. Tư đại tổng tài tự mình đưa Chu Nhân xuống lầu, hắn dắt nàng tay, 10 ngón khấu chặt. Này một màn bị đi ngang qua nhân viên thu hết vào mắt. Vì thế chỉnh cái tập đoàn cao ốc nhân viên nội bộ rất nhanh truyền ra. Buổi chiều tổng giám đốc phu nhân tới tập đoàn, các ngươi là không thấy được tổng giám đốc một mặt ân ái bộ dáng, quả thực là một đôi mắt bên trong đều là lão bà. Thật hay giả? Không là truyền thuyết bọn họ phu thê hai người là nhựa plastic thông gia sao? Truyền thuyết này loại đồ vật kia có ta tận mắt nhìn đến thật. Nhất tiếp xúc gần gũi đến tổng giám đốc cùng tổng giám đốc phu nhân không phải tổng giám đốc làm người không ai có thể hơn. Lâm trước khi tan tầm 1 giờ, mọi người vô tâm làm việc, tại văn phòng oa thượng quần trò chuyện. Tổng giám đốc phu nhân 2 giờ chiều liền đến, đợi hơn 3 cái giờ. B, bọn họ tại văn phòng làm gì? C, báo cáo, ta phát hiện tổng giám đốc phu nhân đi thời điểm kiểu tóc thay đổi, tới thời điểm giữ nguyên lên tới. D, mắt sắc a tiểu c, e, không thể không nói, tổng giám đốc cùng tổng giám đốc phu nhân thật rất ngon mắt. Có ít người thì tại trong phòng giải khát trò chuyện mở, một ít cái đoan cà phê, một ít cái phụng giữ ấm ly. Có cái nữ đồng sự nói. Tư tổng không phải năm ngoái mới chính thức bổ nhiệm tổng giám đốc sao? Ta nhớ rõ ngay từ đầu thời điểm phía dưới còn có rất nhiều chỉ trích, ta lúc ấy cũng nghĩ thầm, này người có này cái nhan giá trị trực tiếp đi làm minh tinh hảo nha, còn tới hắc một cái đại tập đoàn làm cái gì? Sau giải quyết chứng minh thực tế minh, Tư tổng không chỉ có lớn lên đẹp mắt, càng là tuổi trẻ tài cao, ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian, hắn một hệ liệt cải cách, làm cho cả tập đoàn trên dưới đều rất khác nhau. Không thể không nói, chúng ta Tư tổng là thật soái, không giống An Hối kia cái tổng giám đốc, sinh ra dung mạo hèn mọn dạng. An Hối sở hữu cao tầng đều thực hèn mọn có được hay không, cùng chúng ta Hồng Hưng như thế nào so? Các ngươi còn nhớ được sao? Năm trước Tư tổng cùng phu nhân kết hôn, Hồng Hưng giá cổ phiếu tăng mạnh 3 ngày trúng liền. Đương nhiên biết a, toàn công ty trên dưới đều thu được Tư tổng kẹo mừng đâu. Kia phần kẹo mừng còn ăn ngon lắm. Các ngươi nói, bọn họ hai người nếu là ly hôn, này cổ giá có phải hay không muốn giảm lớn 3 ngày a? Sách, không thể nói lung tung được. Ra Hồng Hưng cao ốc lúc sau, Chu Nhân mới lấy điện thoại di động ra liên hệ Tân Ninh, vội vàng muốn cùng nàng ước cơm. Tân Ninh bạo tính tình. Tân đại lão ta là ngươi hô chi tắc tới huy chi tắc khứ người sao? Chu Nhân nói. Ta hiện tại làm tài xế lái xe đến ngươi dưới nhà, 20 phút sau đến. Thao, ta vừa mới tháo trang. Ngươi như vậy đẹp tháo trang càng thanh thuần khả nhân. Tân Ninh nói. Thật không là ta không muốn cùng ngươi ước, ta vừa rồi không phải đã hỏi ngươi buổi tối muốn hay không muốn ước cơm, ngươi không đồng ý, ta liền quay đầu ước người khác. Ước ai à? Thương gia, ta truyền thuyết bên trong vị hôn phu. Chu Nhân hiếu kỳ. Ngươi chừng nào thì có cái vị hôn phu? Ta như thế nào vẫn luôn không biết. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.